Trong mắt con cá voi hiện lên một tia ngưng trọng, dường như không dám kinh thường hai đạo lôi điện kia. Nó há cái miệng rộng ra, lộ ra đầy răng nanh to lớn trắng như tuyết, hung hăng cắn vào hai luồng lôi điện màu tím. Bên trên hàm răng trắng như tuyết chợt hiện ra từng tia lửa điện đen kịt, sau đó chúng sập mạnh lại, cắn đứt hai luồng lôi điện ra làm đôi. Một trận sấm sét nổ đùng đùng vang lên, hai luồng lôi điện màu tím tán loạn, trên lưng con cá hiện ra một cái lỗ đen kịt, bên trong lóe lên ánh sáng đen. Một tia chớp đen kịt bắn ra, lóe lên, hóa thành một con lôi dao màu đen chừng mấy trăm trượng, quanh thân tiếng sấm liên hồi. Nó giương nanh múa vuốt lao tới phía con trai khổng lồ trong chớp mắt. Con trai gầm nhẹ một tiếng, viên châu màu tím trên đỉnh đầu ngừng hút lôi điện xung quanh, vụt một cái xuất hiện ở trước người nó, rồi ầm ầm lao vào con lôi dao màu đen. Một tiếng sấm nổ kinh thiên động địa, lôi dao màu đen vỡ tung, trong nháy mắt hóa thành từng tia chớp đen kịt dài ngắn không đều bao phủ phạm vi 10 dặm xung quanh, đồng thời cũng cuốn con trai khổng lồ vào bên trong, đến mưa gió cũng không lọt. Từng tia chớp điện đen kịt chói mắt tán loạn, tiếng sấm và tiếng nổ đan vào nhau tạo ra tiếng vang cực kỳ lớn. Nhưng vào lúc này, vô số hồ quang điện đen kịt đột nhiên hội tụ đến một chỗ như cá voi hút nước, rồi trong nháy mắt liền biến mất, dường như bị thứ gì đó thôn phệ. Thân ảnh con trai khổng lồ lại hiện ra một lần nữa, trên thân thể không có chút thương tích nào. Viên châu màu tím trước người nó lóe lên hai tia chớp màu đen. Hiển nhiên, chính vật này đã thôn phệ lôi điện màu đen uy lực cực lớn kia. Con cá voi khổng lồ phát ra tiếng giống to tức giận. Cái đuôi lớn của nó căng ra, toàn thân nó hiện ra từng tia chớp màu đen. Cả thân thể khổng lồ của nó giống như một khối thiên thạch hung hăng đánh về phía con trai. Con trai khổng lồ cũng không tỏ ra yếu thế. Trên vỏ chai cũng hiện ra từng tia điện màu tím, sẵn sàng nghênh chiến. Hai con quái vật khổng lồ chém giết nhau ở ngoài khơi. Tiếng nổ kinh thiên vang ầm ầm, sấm sét điên cuồng, hư không xung quanh rung động không ngừng, dấy lên một trận bão lớn khủng khiếp. Hai con thú khổng lồ kịch đấu nên không chú ý tới, ở bên ngoài hơn 10 dặm, trong hư không có một bóng người mơ hồ, chính là Hàn Lập đang lặng yên, bí mật đi tới. Lúc này, Hàn Lập thu liếm khí tức toàn bộ cơ thể, lại được Thái Nhất Hóa Thanh Phù hỗ trợ thêm nên dù có người đứng ở bên cạnh hắn trong gang tấc thì trừ phi có lực lượng thần thức siêu việt, còn không thì căn bản không thể phát hiện được. Giờ phút này, hắn nhìn không chớp mắt về phía trận kịch đấu kinh thiên động địa trên mặt biển đằng xa. Hắn cảm thụ được rõ ràng trong viên châu màu tím kia có pháp tắc chấn động kinh người khiến mắt hắn lóe lên một tia nóng như lửa. Nếu hắn phán đoán không sai, trong viên châu kia tản ra chắc là pháp tắc lôi điện. Trước đây, hắn cũng gặp một ít tài liệu chân quý ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Nhưng bất kể là con mắt độc nhất của con thú nhân mã, hay thổ tôn quả, ngưng hải tinh, tuy có ẩn chứa lực lượng pháp tắc, thì cũng còn xa mới có thể so sánh được với viên châu này. Vật này do con trai khổng lồ này bồi luyện, chỉ sợ hao phí không biết đã trên bao nhiêu vạn năm. Hàn Lập hít nhẹ một hơi, kềm chế nội tâm kích động, vẫn duy trì trạng thái hư vô, chậm rãi nhích tới gần chỗ hai con thú khổng lồ. Theo như phán đoán của hắn, thực lực con trai khổng lồ chắc là chân tiên cảnh sơ kỳ, còn con cá voi khổng lồ là chân tiên cảnh trung kỳ. Đương nhiên, đây chỉ là với tu sĩ nhân tộc, bọn chúng thành tiên linh thú bậc này bởi vì có tiên phú đặc biệt. Tiên linh lực trong cơ thể thường hơn xa so với tu sĩ nhân tộc cùng giai. Chúng hoàn toàn có khả năng đối chiến với tu sĩ cao hơn một cảnh giới mà không rơi vào thế hạ phong. Chiến đấu với bọn chúng, mặc dù hắn không sợ nhưng cũng vô cùng phiền phức. Làm sao có thể trong lúc hai con thú chiến đấu với tốc độ nhìn cũng không phải là nhanh có thể thu hồi được vật kia mà bình yên rời đi, chính là vấn đề trước mắt mà hắn đang suy nghĩ. 10 dặm, 9 dặm, 8 dặm, Hàn Lập từ từ tới gần nhưng hắn không chú ý tới xung quanh con trai khổng lồ tràn ngập sương mù màu tím cực kỳ nhạt nên hư ảnh của hắn hơi chạm một chút vào đó. Đúng lúc đó, khi đang chiến đấu, thân hình con trai khổng lồ chuyển động, ánh sáng màu xanh biếc bên trong vỏ chai bỗng sáng rực, đột ngột nhìn tới chỗ Hàn Lập ẩn nấp. Trong tích tắc, vỏ chai đột nhiên hé ra, một tia chớp màu tím to lớn với khí thế sét đánh không kịp bưng tai, hung hăng đánh tới phía Hàn Lập. Không tốt, bại lộ. Sắc mặt Hàn Lập lạnh lẽo, trên người hiện ra từng đạo lôi điện màu bạc, rồi bỗng nhiên hắn hóa thành một vệt hào quang lôi điện màu bạc, trong thời khắc sắp xảy ra va chạm, tránh thoát khỏi tia chớp màu tím. Trong chớp mắt, hắn xuất hiện giữa hai con thú khổng lồ, phất tay nắm lấy viên châu màu tím kia, định nhấc lên. Hắn biến sắc, không ngờ viên châu lớn bằng đầu người này lại nặng như một ngọn núi lớn. Với lực lượng cơ thể của hắn mạnh mẽ như thế mà cũng không thể cầm lên được. Trước tình huống bất thình lình này, cả con trai và con cá voi vô cùng nổi giận, lập tức đồng thời dừng chiến đấu. Đùng, hai luồng lôi điện màu tím và một luồng lôi điện màu đen kịt cùng đánh về phía Hàn Lập. Không chỉ có thế, viên châu màu tím cũng tỏa ra từng tia lôi quang màu tím xoắn ốc quay xung quanh, phảng phất như từng lưỡi lôi nhận màu tím chém lên bàn tay Hàn Lập. Sắc mặt Hàn Lập hơi trầm xuống, không định tránh né. Hắn khẽ quát một tiếng, toàn thân tỏa ra kim quang rực rỡ, trong nháy mắt hóa thành cự viên màu vàng. Bên ngoài thân hiện ra vô số lân phiến màu vàng, trong lòng bàn tay cũng viện ra từng vảy lân phiến màu vàng. Rầm rầm rầm, lôi điện màu tím và lôi điện màu đen đồng thời bổ mạnh vào cự viên màu vàng. Xoẹt, cự viên lảo đảo, lân phiến ở chỗ bị lôi điện đánh trúng vỡ vụn, lộ ra da thịt bên trong đã bị cháy đen nhưng vết thương không sâu. Trên viên châu màu tím, lôi điện chém tới bàn tay của cự viên, cũng phá nát lân phiến, máu tươi ùn ùn chảy ra. Cự viên màu vàng không hề để ý tới những vết thương. Bàn tay ra sức chụp xuống, rốt cuộc đã nắm được viên châu màu tím ở trong tay. Sau đó, thân thể to lớn nhanh như chớp bắn ngược về phía sau. Kim quang từ trong lòng bàn tay cự viên tỏa ra lóa mắt, chùm vào viên châu màu tím, muốn chặt đứt liên hệ cộng sinh giữa vật này và con trai khổng lồ. Viên châu màu tím run lên kịch liệt, điện quang màu tím nhấp nháy điên cuồng, chiếu rọi bàn tay cự viên thành nửa màu tím trong suốt, cố gắng giãy thoát ra. Gờ rào, con trai khổng lồ gầm lên điên cuồng, thân thể khổng lồ của nó trong vòng xoáy ngoài biển bay lên, rồi như tòa núi lớn xông tới chỗ cự viên. Nó ở giữa không trung, mở rộng hai mảnh vỏ chai, phía trên chúng hiện ra tia chớp màu tím chói mắt. Trong lôi vân ở giữa không trung, từng luồng sét lao xuống, hội tụ lên trên hai cái vỏ chai. Trên vỏ chai, từng tia hào quang lưu chuyển, tất cả các tia chớp màu tím đều biến mất, hóa thành một vầng sáng màu tím sẫm, tỏa ra tia chớp màu tím nhàn nhạt, làm cho người ta nhìn mà phát sợ. Hai vỏ chai một lần nữa khẽ động, hai tia chớp màu tím hình lưỡi liềm bắn ra. Những nơi nó đi qua, hư không giống như mặt nước hiện ra từng làn sóng rung động mà mắt thường có thể nhìn thấy được, vô cùng nhanh chóng chém về phía cự viên màu vàng. Con cá voi khổng lồ cũng gào thét giận dữ đánh tới cự viên. Nó ngoác cái miệng rộng ra, bên trong hiện ra vô số tia lôi điện màu đen, ngưng tụ cùng nhau. Con cá voi vừa phun ra, mười mấy lôi cầu màu tím to lớn tản mát ra khí tức lôi điện kinh người, cũng vô cùng nhanh chóng đánh về phía cự viên. Con người cự viên co rút lại, tốc độ bắn ngược lại của nó dù rất nhanh nhưng mà đòn công kích của hai con lôi thú kia còn nhanh hơn, trong chớp mắt đã đuổi kịp nó. Cự viên không chút kinh hoàng, kim quang trên thân thể lại tỏa ra rực rỡ, phía sau hiện ra mấy hư ảnh pháp tướng kim long, thải phượng, lôi bằng, thanh loan rất lớn, lóe lên rồi dung nhập vào trong cơ thể. Thân thể cự viên điên cuồng tăng lớn lên, trong khoảnh khắc hóa thành một ma thần lớn nghìn trượng, hào quang màu vàng tím bên ngoài thân lưu chuyển, vô số lân phiến vàng tím nổi lên, tản mát ra sát khí cực kỳ hung hãn, làm cho lòng người run sợ. Lực lượng cuồng bạo từ trên người hắn bộc phát ra, khiến cho tia chớp màu tím cùng lôi cầu đang bay vụt đến mà ngừng lại một chút. Cánh tay ma thần nắm viên châu màu tím kia tỏa ra hào quang màu vàng tím sáng rực. Chỉ nghe một tiếng vỡ vụn nặng nề, tia chớp điện trên viên châu màu tím bị mạnh mẽ nghiền nát, lộ ra bản thể. Liên hệ cộng sinh của nó với con trai khổng lồ bị cắt đứt hoàn toàn. Thân thể con trai khổng lồ run lên, trong mắt hiện lên vẻ oán độc cực độ, điên cuồng gầm lên một tiếng. Hơn 10 tia chớp màu tím to lớn bắn về phía ma thần. Ma thần lật tay, thu hồi viên châu màu tím, đồng thời, một tay khác lóe lên ánh sáng màu đen, hiện ra một thanh trường đao màu đen. Chính là hậu thiên tiên khí của Phương Bàn. Mặt ngoài trường đao màu đen hiện ra một tầng hào quang màu đen chói mắt. Thiên địa linh khí trong hư không xung quanh run lên, đều hội tụ sáp nhập vào trong thanh đao màu đen, hình thành một vòng xoáy linh khí rất lớn. Trường đao màu đen lập tức mơ hồ một cái, điên cuồng to lên, một hơi liền hóa thành một thanh đao lớn màu đen to trăm trượng. Vô số phù văn đen kịt nổi lên, kín mít ở trên thân đao, lan từng lớp vầng sáng màu đen ra xung quanh, xen lẫn trong đó là lực lượng pháp tắc chấn động mãnh liệt, khiến hư không rung động. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc. Tuy rằng, uy lực thanh trường đao màu đen này trong tay Phương Bàn không kém nhưng tuyệt đối không có hiện tượng kinh người như vậy. Chẳng lẽ niết bàn thánh thể của hắn và thanh trường đao màu đen này trong lực lượng pháp tắc tương hỗ lẫn nhau? Những ý niệm này ở trong lòng Hàn Lập chỉ là tức thì thoáng qua. Cánh tay hắn lại to thêm một chút rồi bỗng nhiên dựng thẳng đứng lên, hung hăng chém ra. Một tiếng xoẹt vang rất lớn, phù văn màu đen tuôn ra, một đao quang màu đen hình lưỡi liềm dài chừng mấy trăm trượng bắn ra, bay vùn vụt va vào tia chớp màu tím và lôi cầu. Chỉ thấy ánh sáng màu đen lóe ra, với vẻ dễ như trở bàn tay, đao quang dễ dàng chém qua, làm tia chớp màu tím và lôi cầu biến mất. Thế công còn lại của đao quang màu đen hình lưỡi liềm không giảm mà tiếp tục chém về phía con trai và con cá voi. Lực lượng pháp tắc khổng lồ ầm ầm tràn tới, bao phủ hai con thú khổng lồ. Hư không xung quanh đột nhiên trở nên kiên cố gấp trăm lần, phảng phất như biến thành sắt đá. Hai con thú khổng lồ đang bay lập tức dừng lại, hình như trong lòng còn kiêng kỵ một kích này. Chỉ thấy hai vỏ chai của con trai khổng lồ khép nhanh lại, quanh thân tỏa ra điện quang màu tím rực rỡ, hình thành một quả lôi cầu màu tím rất lớn, bảo hộ cực kỳ chặt chẽ thân thể ở bên trong. Con cá voi khổng lồ lại điên cuồng hống lên một tiếng, há to cái miệng lớn, phun ra một quả cầu màu đen to bằng cái thớt. Phía trên quả cầu là các tia điện màu đen quấn quanh, tản mát ra khí tức khổng lồ. Quả cầu màu đen vừa bay ra ngoài, lập tức nhanh chóng phồng to ra, trong nháy mắt to bằng ngọn núi nhỏ, chắn trước người nó. Chương 179, đặt chân trên đại lục mới. Ầm ầm, đao ảnh màu đen hình lưỡi liềm chém vào thân con trai khổng lồ và con cá voi điện. Một vầng mặt trời màu đen vô cùng chói lóa đột nhiên xuất hiện, bao phủ hai con lôi thú. Sau một khắc, vầng mặt trời chói lóa ầm ầm nổ tung, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, khiến cho hư không lân cận vặn vẹo một hồi. Từng vòng gợn sóng màu đen như vật hữu hình, dập dềnh tràn ra xung quanh. Tất cả những chỗ gợn sóng đi qua đều hóa thành hư vô. Sau một hồi lâu, những gợn sóng màu đen này đều tiêu tan, lộ ra thân ảnh con trai và con cá voi. Lôi điện màu tím trên người con trai khổng lồ đều đã biến mất. Trên vỏ chai cũng hiện ra từng vết nứt, hình như từ trong vết rạn có dòng máu màu xanh lam chảy ra. Con cá voi điện thì càng thê thảm hơn. Hiện tại, quả cầu màu đen đã thu nhỏ về lại kích cỡ ban đầu, cũng xuất hiện những vết rạn nứt ở bề mặt. Trên người con cá voi điện thì chồng chất vết thương, mấy vết thương lớn thậm chí còn kéo dài từ đầu đến đuôi. May mắn là những vết thương này cũng không sâu, máu nhuộm đỏ cả vùng biển xung quanh, nhưng mà ở phía trước, thân ảnh Hàn Lập sớm đã biến mất, không còn thấy bóng dáng. Vỏ chai mở ra một khe hở, lộ ra một vòng tròn hào quang màu xanh lá như con mắt, điên cuồng chớp động, dường như có vẻ chưa hết kinh sợ. Tuy là vật bị mất là vật đã tốn không ít năm tháng bồi dưỡng ra, nhưng cuối cùng tính mạng của nó cũng không đáng ngại. Với thọ nguyên lâu dài, nó luôn có khả năng ngưng tụ ra thêm lần nữa. Bên kia, con cá voi điện há mồm hút quả cầu màu đen vào trong bụng. Cặp mắt khổng lồ cũng chuyển động loạn xạ, rõ ràng cũng có chút thấp thỏm, lo âu. Cùng lúc đó, dù xà lôi bạo ở xung quanh cũng chậm rãi lắng xuống. Hai con thú khổng lồ liếc mắt nhìn nhau. Tất nhiên, lúc này chúng cũng không có ý tiếp tục tranh đấu, liền xoay người lại, chậm rãi theo hai hướng tiềm nhập vào trong hải vực. Thời điểm này, lôi chu vượt biển đã bay mấy ngàn dặm. Hư không bên trong căn phòng lóe lên, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Chính là Hàn Lập, ở trong phòng, hắn lại bày ra mấy tầng cấm chế. Lúc này hắn mới khoanh chân ngồi xuống, lật tay lấy ra thanh trường đao màu đen. Trong mắt hắn hiện lên vẻ vui mừng, trận chiến hôm nay, cuối cùng hắn cũng biết thêm vài phần uy năng của thanh đao màu đen này. Tuy là không có cách nào so sánh với lực tàn phá kinh người của huyền thiên trảm linh kiếm, nhưng hắn cũng đã có được một kiện tiên khí xứng tầm rồi. Chỉ có điều, hắn và đao này chưa chính thức tâm ý hợp nhất, còn cần luyện hóa thêm một thời gian mới có thể sử dụng thành thục. Hàn Lập vừa nghĩ tới đây, há mồm phun ra một ngọn lửa màu xanh, bọc trường đao màu đen lại, rồi nuốt vào trong bụng. Hắn lập tức vung tay lên lần nữa, một quả cầu màu tím lớn bằng đầu người xuất hiện ở trong tay. Quả cầu này cũng không phải hoàn toàn tròn trịa, mà là hình bầu dục. Nó trong suốt như ngọc thạch, hiện ra màu tím sẫm. Lúc này, mặt ngoài tinh cầu màu tím cũng không có một tia lôi điện nào, mà tản mát ra một vầng sáng trong suốt, mượt mà màu tím, bên trong phát ra nhẹ nhẹ pháp tác lực. Hàn Lập nhíu mày, hắn vốn cho rằng quả cầu này là yêu đan của con trai khổng lồ, nhưng nhìn kỹ thì dường như là không phải như vậy. Tương truyền rằng, yêu thú tu thành chân tiên thì trong cơ thể đã mất yêu đan, cũng giống như tu sĩ nhân tộc thường chuyển hóa thành nguyên anh. Bọn chúng sau khi lĩnh ngộ pháp tác lực, thì đại bộ phận trong số chúng sẽ đem pháp tác lực bám vào nơi nào đó trên thân thể. Trước đây hắn đánh chết con nhân mã ba đầu và người khổng lồ một mắt thì nó liền đem pháp tác thời gian bám vào trong con mắt duy nhất. Chẳng qua, cũng chỉ có một ít yêu thú chân tiên sau khi lĩnh ngộ pháp tác lực biết lấy pháp tác lực lĩnh ngộ được làm trung tâm, ngưng tụ tinh hoa thân thể, kết thành một viên yêu hạch. Yêu hạch đối với yêu thú chân tiên mà nói không giống yêu đan có liên quan đến tính mệnh, mà giống hình thức ban đầu của pháp bảo được trời sinh ra. Vì vậy, mọi yêu hạch đều vô cùng chân quý. Hắn lắc đầu, không muốn nghĩ nhiều đến những việc này. Hai tay hắn nâng tinh cầu, chậm rãi rót tiên linh lực trong cơ thể vào trong đó. Vầng sáng màu tím bên ngoài tinh cầu hơi sáng lên một chút, sau đó không có thêm chút biến hóa nào. Hàn Lập hơi nhíu mày, chợt suy nghĩ, từng tia hồ quang điện màu bạc hiện ra trên hai tay hắn, nhanh chóng chui vào bên trong tinh cầu màu tím. Xoẹt xoẹt, hào quang màu tím của tinh cầu đột nhiên phát ra mạnh mẽ. Từng tia hồ quang điện màu tím lớn bằng cánh tay hiện lên, phát ra âm thanh như tiếng sấm rền ầm vang. Bên trong tinh cầu cũng hiện ra từng ánh chớp màu tím mỏng manh như tơ nhện. Nếu nhìn kỹ thì rõ ràng là do vô số phù văn lôi điện hợp thành, không ngừng biến ảo, tản mát ra lực lượng pháp tắc lôi điện mãnh liệt. Quả nhiên, sắc mặt Hàn Lập vui vẻ, lập tức con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào phù văn lôi điện bên trong tinh cầu, cảm ngộ biến hóa của lực lượng pháp tắc lôi điện, với mong muốn nắm giữ được một hai phần huyền diệu của pháp tắc lôi điện. Trong nháy mắt, hơn nửa năm đã trôi qua. Đùng đùng, bên trong căn phòng được cấm chế bao phủ, tinh cầu màu tím có hồ quang điện lượn lờ bên trên đang trôi nổi giữa không trung, chậm rãi xoay tròn. Phía dưới tinh cầu, Hàn Lập nhắm nghiền hai mắt, ngồi xếp bằng, con người trong mắt di động không ngừng. Hắn đang dùng thần thức cảm ứng tất cả biến hóa bên trong tinh cầu. Sau một hồi lâu, hắn mở mắt, có chút bất đắc dĩ thở dài, khẽ vẫy tay. Hồ quang điện màu tím ở mặt ngoài tinh cầu nhất thời biến mất. Sau đó, tinh cầu rơi vào trong tay của hắn. Việc tìm hiểu tinh cầu ước chừng hơn nửa năm, vậy mà hắn vẫn không có chút manh mối nào về quy luật của lôi điện. Xem ra là ta đã quá ngây thơ rồi. Hắn cười khổ một tiếng, tự lẩm bẩm, đạo pháp tác vô cùng huyền ảo, không gì sánh được. Quá trình tìm hiểu vốn là cần thêm các loại cơ duyên tạo hóa. Tuy là hắn chiếm được một tinh cầu ẩn chứa lực lượng pháp tắc lôi điện nhưng không có nghĩa là hắn nhất định có thể hiểu được nó. Tất nhiên là hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý với việc này, nhưng trong lòng không khỏi có chút hụt hẫng. Nhưng mà nói đi nói lại, cũng không phải là hắn không thu hoạch gì. Hiện tại, lý giải của hắn về lôi điện lực so với trước kia càng thêm thấu triệt. Thủ đoạn thao túng lôi điện và những biến hóa bên trong càng thêm tinh diệu vài phần. Hàn Lập lật tay thả tinh cầu ở bên cạnh, tay đặt trên chân thủy đại ở bên hông, từ đó một dòng trọng thủy bắn ra, rơi vào trong tay hắn. Hắn chỉ lên một điểm bên trên tinh cầu, bùm bùm, hiện ra một luồng hồ quang điện. Hai tay Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, một chùm hồ quang điện màu tím từ trên tinh cầu bắn ra cùng vòng trọng thủy kia dung hợp lại với nhau. Bùm bùm, hai vật vừa tiếp xúc, lập tức kịch liệt bài xích lẫn nhau. Điện mang và thủy quang lồng lộn lên, Hàn Lập không chút nào hoảng sợ. Hai tay hắn nhanh chóng bắt quyết, bắn ra đạo pháp quyết hình thành cái lồng bao phủ tia điện màu tím và trọng thủy màu đen vào bên trong. Theo biến ảo của pháp quyết, hai vật đó chậm rãi hòa hợp. 3 ngày sau, Hàn Lập vuốt vuốt một viên cầu lớn chừng nắm đấm, mặt ngoài có một chút lôi văn màu tím. Vật này chính là trọng thủy lôi văn, nhưng lúc này đây chính là hắn dùng lôi điện màu tím trong tinh cầu và trọng thủy trộn lẫn vào nhau để luyện chế ra. Tuy chưa thí nghiệm qua, nhưng mà uy lực của tử hắc lôi văn này tuyệt đối hơn hẳn loại trọng thủy lôi văn lúc trước dùng lôi bằng lực luyện chế ra rồi. Hàn Lập tươi cười, lật tay thu hồi tử hắc lôi văn. Ánh mắt hắn nhìn ra phía ngoài cửa sổ một chút, trải qua thời gian lâu như vậy, lôi chu vượt biển đã rời khỏi khu vực trung tâm của đại dương lôi bạo. Tia chớp trong tầng mây trên không trung rõ ràng đã giảm bớt rất nhiều. Đã đi qua hơn phân nửa quãng đường, 2-3 năm nữa sẽ có thể tới đại lục cổ vân. Trong mắt Hàn Lập lóe lên một tia mừng rỡ. Hắn phất tay lần nữa, lấy ra một chùm trọng thủy. Trước khi tới được đại lục cổ vân nên chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ. 3 năm sau, một vách núi hình như mỏ chim ưng bị sương tuyết bao trùm, đơn độc với bầu trời vạn trượng phía trên. Trên vách đá, có một tòa quan ải hùng vĩ cao hơn 100 trượng xây bằng một loại nham thạch không biết tên màu đỏ sậm. Bên trên treo một tấm biển đề 3 chữ to lớn màu vàng Ưng Sầu Độ. Bên dưới vách núi là một biển mây màu trắng kéo dài mấy vạn dặm, bên trong tỏa ra mây mù. Cứ cách tầm hơn 10 dặm đều sẽ có một ngọn núi nhỏ mà đỉnh núi vượt lên trên biển mây, giống như từng hòn đảo biệt lập san sát trên biển, thoạt nhìn chỉ lớn chừng bàn tay nhưng trên thực tế không có ngọn núi nào mà không phải là ngọn núi hùng vĩ cao mấy vạn trượng. Những ngọn núi này thuộc dãy núi Hạc Lệ tiếng tăm lừng lẫy đại lục cổ vân, dù chỉ là nhánh núi xa xôi nhưng cũng bao la hùng vĩ, khí thế không tầm thường. Lúc này là sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, ánh mặt trời vàng chói chiếu rọi nhuộm biển mây trong ánh vàng rực rỡ. Trong gió núi hiu hiu lành lạnh, biển mây nổi lên cuồn cuộn những áng mây màu vàng, khí thế hào hùng, đẹp không sao tả xiết. Gió trong núi đột ngột xen lẫn một chút thanh âm trầm thấp dường như tiếng bò kêu vậy, ùm bò ò. Ùm bò ò, thanh âm lắng xuống, rồi lại kịch liệt cao lên, vang vọng thấu cả vùng trời. Chỉ thấy trong mây có một vật khổng lồ, phá vỡ áng mây màu vàng, chậm rãi bay đến Ưng Sầu Độ. Từ bên ngoài quan sát thì vật này to mấy trăm trượng, giống như một con rùa biển khổng lồ màu xanh đen. 4 cái chân rùa như 4 cái mái chèo to lớn, chậm chậm quạt trong biển mây, khuấy từng đám mây mù lên. Theo sự chuyển động của khí lưu ở dưới, vật này không ngừng đi về phía trước. Mà ở trên mai rùa khổng lồ màu xanh đen lại vô cùng khéo léo kiến tạo ra một chiếc bảo thuyền như một tòa lầu các có 3 tầng. Phía trên giường cột chạm vàng khảm ngọc, rất tráng lệ, cực kỳ hoa mỹ. Lúc này, ở vị trí trên bong của bảo thuyền, có mấy trăm người đang đứng. Đại bộ phận đều có vẻ thoải mái nhìn bốn phía, thưởng thức cảnh biển mây trước mắt. Ở phía đầu mũi bong thuyền, vị trí gần đầu con rùa nhất, là một nam tử vóc dáng bình thường, mặc áo xanh, tay vịn vào vòng bảo hộ bằng gỗ mun to lớn trên mai rùa. Hắn đang đứng đón gió, ánh mắt lấp lánh nhìn về Ưng Sầu Độ phía xa. Người này không phải là ai khác, chính là Hàn Lập từ Đại Lục Hoang Lan nghìn dặm xa xôi đến đây. Trước đây, ở trên Lôi Chu Vượt Biển quen biết Tôn Khắc, sau đó đến vùng đất liền của Đại Lục Cổ Vân thì hắn và Tôn Khắc mỗi người một ngả. Lúc này dưới chỗ hắn đứng chính là dị thú rùa khổng lồ có tên là Hành Vân Ngoan, là một loại linh thú phi hành có kích thước rất lớn, tính tình ôn hòa, dễ thuần hóa. Ngoài ra, chúng còn có thể chở một khối lượng rất lớn, lại giỏi vượt qua mây mù. Vì vậy, chúng thường được một vài thương hội lớn thuần hóa nuôi dưỡng, dùng làm phương tiện vận chuyển đường dài. Dù sao, Đại Lục Cổ Vân cũng không phải là địa phương mà chỗ nào cũng có truyền tống trận. Hắn mới bước chân lên đại lục mới, dưới tình huống chưa quen cuộc sống nơi đây, dĩ nhiên là cứ trả một ít lộ phí, cưỡi Hành Vân Ngoan này lên đường, cũng thuận tiện tìm hiểu một chút về Trúc Long Đạo ở đại lục. Bò, một tiếng kêu dài truyền theo Hành Vân Ngoan, mép mai rùa khổng lồ chạm sát tới bến đậu của Ưng Sầu Độ, tạo ra một chút rung động nhỏ, sau đó dần dần ổn định lại. Quản sự của Hành Vân Ngoan Chu Thành Thục ra chào hỏi. Sau đó, mọi người lần lượt đi xuống dọc theo một cái thang gỗ được làm theo độ dốc của mai rùa, bước lên vách núi đơn độc với trời cao kia. Hàn Lập cũng theo dòng người bước lên vách núi, hắn không nhịn được, ngẩng đầu nhìn lên quan ải hùng vĩ cao lớn sừng sững một cái. Căn cứ địa đồ ghi lại, nơi đây coi như là đã rời khỏi vùng biên cương, chính thức bắt đầu bước vào khu vực trung tâm của Đại Lục Cổ Vân. Chương 180, cảm ứng. Lên bờ tại đây ngoài Hàn Lập thì còn có hơn 200 người khác, đa số trong đó đều là nhân tộc, còn lại thì nhìn giống như là dị tộc. Trong đám người nhân tộc thì chiếm một phần nhỏ là phàm nhân. Thật ra, những người này nếu nói là phàm nhân thì cũng không đúng lắm, bọn họ giống với tu sĩ luyện thể ở linh giới, rèn luyện cơ thể để tăng sức mạnh của bản thân. Mọi người đi dọc theo con đường núi trải dài từ lối vào bến thuyền. Sau khi đi qua một cái cổng tò vò của một quan ải cao lớn, một đại sảnh rộng lớn hiện ra trước mặt mọi người. Trong đại sảnh cực kỳ trống trải, hầu như là không có bày biện trang trí bất cứ thứ gì, chỉ có một bộ bàn ghế rộng 3 thước làm bằng gỗ tử đàn nằm ở một góc phòng. Phía trên bàn có một bộ lư hương, từng làn khói lượn lờ bay ra từ bên trong. Hàn Lập thấy một lão giả râu tóc bạc phơ, mặc áo bào màu tím đang ngồi trên cái ghế tựa ở phía sau cái bàn. Hai mắt lão giả đang nhắm hờ, lắc đầu thật nhẹ, không biết được lão giả đó rốt cuộc là đang ngồi điều tức hay là nhắm mắt nghỉ ngơi. Khí tức trên người lão giả phát ra là một tu sĩ đại thừa kỳ. Ngay lúc Hàn Lập sắp rời mắt đi chỗ khác, đột nhiên lão giả kia mở mắt ra, nhìn về hắn. Đột nhiên, trong lòng Hàn Lập vang lên một âm thanh già nua. Vị tiền bối, tu vi của ngươi đã là chân tiên cảnh, lại đi áp chế xuống còn hợp thể kỳ, ta sẽ không hỏi lý do vì sao. Nhưng mà, các hạ đã bước vào khu vực của Trúc Long Đạo, nhất định phải tuân thủ theo quy định của chúng ta. Xin lắng tai nghe, Hàn Lập nhìn qua lão giả, truyền âm trả lời. Giọng điệu đối phương có chút khách khí nhưng lại bao hàm ý tứ cảnh cáo, nhưng Hàn Lập cũng không cảm thấy có gì bất ổn cả. Chỉ có điều, trong lòng hắn có chút ngạc nhiên, không biết tại sao đối phương dùng thần thức của tu sĩ đại thừa kỳ lại có thể biết được chính xác tu vi của mình. Tiền bối cứ yên tâm, Trúc Long Đảo của chúng ta đều có thu nhận tu sĩ từ bên ngoài. Nhưng mà, tiền bối cần phải nhớ kỹ, bản thân là chân tiên thì không được tham gia phân tranh thế tục, không được quấy nhiễu trật tự của phàm nhân, lại càng không được đuổi giết phàm nhân. Lão giả áo bào tím truyền âm nói, đa tạ đã cho biết, đúng là nên như vậy. Hàn Lập nghe vậy, trực tiếp trả lời, vậy thì, chúc tiền bối mọi chuyện đều thuận lợi. Lão giả áo bào tím thấy vậy, giọng điệu có chút khách khí nói. Hàn Lập khẽ gật đầu, sau đó quay người lại, len lỏi vào dòng người đi ra khỏi đại sảnh. Bên ngoài cửa điện là một quảng trường màu trắng cực kỳ rộng lớn. Trên quảng trường, có nhiều thú sa kỳ dị đang đỗ. Chúng vừa có thể leo đèo lội suối, vừa có thể bay trên trời. Bọn chúng được chuẩn bị cho những phàm nhân luyện thể kia. Xa xa, đỉnh núi được bao phủ một tầng băng xương trắng muốt giống như là một đai ngọc vắt ngang bầu trời. Dưới ánh sáng mặt trời, nó phản chiếu hào quang chói mắt. Sau khi đặt chân lên Đại Lục Cổ Vân, Hàn Lập rõ ràng phát hiện được nhiệt độ ở đây thấp hơn rất nhiều so với ở Đại Lục Hoang Lan. Cảnh vật xung quanh cũng trở nên ẩm ướt, rét lạnh hơn một tí. Hắn hơi dậm chân xuống, đưa mắt nhìn về phía xa xa trong chốc lát. Hắn lật cổ tay, lấy ra một miếng ngọc giản, sau đó thả thần thức vào bên trong. Bên trong ngọc giản, lúc trao đổi trong Vô Thường Minh, chỉ có dấu vết địa hình của một phần bản đồ, lại khá chung chung. Tuy nhiên, vào lúc này, địa hình trên bản đồ tuy rằng vẫn chỉ một phần, nhưng lại chi tiết, rõ ràng hơn nhiều so với lúc hắn xem xét ở Hải Vực Hắc Phong. So với lúc trước, bản đồ còn có vài chỗ khác biệt. Trong bản đồ lúc này có một điểm đỏ khiến cho người ta dễ chú ý. Nếu dùng vị trí hiện tại của Hàn Lập là Ưng Sầu Độ làm điểm bắt đầu, thì chỉ cần đi theo hướng Đông Bắc là sẽ đến một nơi tên là Thành Bạch Diên. Dựa theo tình huống trên bản đồ, Thành Bạch Diên nằm ở trong Bách Hữu Quốc, cách Ưng Sầu Độ khá xa. Để thuận lợi đạt mục đích, hắn dùng thân phận tu sĩ hợp thể kỳ để phi hành, tầm hơn 10 ngày là đến nơi. Đại lục cổ vân này khác với đại lục hoang lan, linh khí nồng đậm tràn ngập trong trời đất, linh mạch thì trải dài khắp nơi. Điều đó khiến cho các tông môn đại phái ở nơi đây nhiều hơn rất nhiều so với ở đại lục hoang lan, nên độ nguy hiểm trên đường cũng không lớn lắm. Sau khi xác định rõ phương hướng, Hàn Lập thu hồi ngọc giản, hóa thành độn quang, phóng thẳng lên trời. Khoảng 7-8 ngày sau, giữa không trung trên một khu rừng bị tuyết trắng bao phủ dày đặc, sắc mặt Hàn Lập đột nhiên khẽ động, lập tức dừng lại. Hắn lơ lửng giữa không trung, sắc mặt trở nên âm tình bất định. Lúc vừa đến đây, thần hồn của hắn đột nhiên xuất hiện một tia dị động, hắn cảm nhận được khí tức của Thanh Trúc Phong Vân Kiếm cùng với Giải Đạo Nhân. Nhưng mà, khí tức cảm ứng lại cực kỳ yếu ớt, nếu như thần hồn của hắn không cường đại thì cũng sẽ không chú ý đến. Hắn suy nghĩ một chút, ánh mắt quét qua khắp nơi, sau đó bay đến một sơn cốc bị tuyết che phủ. Sau khi đến sơn cốc, Hàn Lập bay vút lên, rồi giống như một con vượn núi cực nhanh bay nhảy vào sâu trong sơn cốc yên tĩnh. Sau một lát, hắn hạ xuống một khối đá lớn vô cùng bằng phẳng nằm sâu bên trong sơn cốc. Hắn phất tay áo, phủi sạch sẽ lớp tuyết còn đọng lại trên tảng đá, khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt. Hai tay hắn đặt trước người nhanh chóng bấm niệm, trong miệng ngâm tụng khẩu quyết. Bên trong thức hải của hắn cuồn cuộn sóng lớn, một luồng thần hồn liên hệ mờ ảo như một chùm sợi tơ nhỏ đang không ngừng uốn lượn tới lui như đang tuần tra trong hư không, nhằm không ngừng tìm kiếm tia liên hệ yếu ớt với của Thanh Trúc Phong Vân Kiếm cùng với Giải Đạo Nhân. Nhưng mà, ngay tại lúc liên hệ thần thức của hắn dần trở nên rõ ràng, thì sợi tơ thần hồn đang tuần tra tới lui trong hư không lại đột nhiên bị cắt đứt. Tia liên hệ thần hồn vô cùng yếu ớt mà hắn cảm ứng được cũng bị cắt đứt hoàn toàn, giống như là bị ai đó cố ý thi pháp để ngăn cách. Lông mày hắn cau lại, thay đổi pháp quyết, sử dụng toàn lực thúc giục thần thức, đang muốn tìm lại tia cảm ứng kia. Một lát sau, hắn bất đắc dĩ mở mắt ra, hai tay ngưng bấm pháp quyết, thở dài lẩm bẩm, xem ra muốn tìm các ngươi, sợ là cũng không dễ dàng như vậy. Trải qua chuyện vừa rồi, tâm tình Hàn Lập có chút mất mát. Hắn quyết định đi đến một chỗ sâu trong sơn cốc để tĩnh tọa. Sau khi điều chỉnh lại suy nghĩ, hắn mới lại bay lên, hóa thành một luồng độn quang bay nhanh đến thành Bạch Diên. 3 ngày sau, một tòa thành màu trắng đứng sướng sướng ngay chỗ giao nhau của hai dòng sông trên bình nguyên. Một luồng độn quang màu xanh xuất hiện sau đó biến mất. Một thân ảnh hiện ra, từ trên không trung hạ xuống. Thân người cao lớn, trán lồi, râu quai nón rậm rạp, khuôn mặt hơi thô kệch, nhưng hai mắt lại sáng ngời, có vẻ không hài hòa. Người này chính là Hàn Lập sau khi cải trang. Trước khi vào thành, hắn dùng mặt nạ của Vô Thường Minh để thay đổi gương mặt một lần nữa. Lần này, hắn quyết định áp chế hoàn toàn khí tức của bản thân, dùng thân phận phàm nhân, nghênh ngang tiến vào thành Bạch Diên. Xung quanh thành Bạch Diên không có tuyết đọng, nhưng nhiệt độ lại giống như băng giá. Chỗ cửa thành, người đi vào không đông lắm, đa số mọi người đều mặc một cái áo bông thiệt dày để giữ ấm. Hai bên cửa thành có riêng một đội quân trấn giữ, phần lớn đều là tu sĩ trúc cơ kỳ. Đối với dân vãng lai cũng không có kiểm tra quá nhiều, hình như bọn họ chỉ chịu trách nhiệm duy trì trật tự mà thôi. Lúc đầu Hàn Lập còn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng mà rất nhanh cũng đã hiểu ra. Thành Bạch Diên này chẳng qua là một tòa thành nhỏ xa xôi hẻo lánh trong Bách Hữu Quốc, phần lớn người dân bên trong thành đều là người bình thường. Cho nên, hơn phân nửa quản lý ở bên trên cũng thay đổi, càng thêm giống thế tục. Sau khi vào trong thành, Hàn Lập lại xem xét bản đồ bên trong ngọc giản thêm một chút. Lần này, đánh dấu bên trong bản đồ càng rõ ràng, cụ thể hơn. Nó chỉ hướng đến một cái tử lâu ở phía đông tòa thành. Dọc theo con đường chính trong thành, sau khi rẽ trái quẹo phải tầm 7-8 lần, hắn đi đến một con đường cũng không phồn hoa lắm, thấy được một tử lâu được đánh dấu, cờ xí bay phấp phới, tiếng mời chào vang vọng. Hắn vừa đi đến cửa ra vào của tử lâu, đã ngửi được hương vị nồng đậm của rượu được chế biến cho phàm nhân. Có lẽ, do thời gian đã quá lâu, nên hắn cảm thấy hương vị rượu có chút khác biệt so với hương vị rượu trong trí nhớ của hắn. Hắn nhớ khi còn bé, mỗi lần Trương lão thúc đến nhà, đều mang theo một ít rượu trắng, bày một ít đồ ăn trên bàn. Lão thúc cùng với phụ thân hắn vừa ăn vừa uống. Lúc còn nhỏ, hắn không được phụ thân cho uống nhưng mỗi lần ngửi qua, đều có cảm giác có chút gắt mũi. Nghĩ tới những chuyện này, Hàn Lập hơi có chút thất thần, rồi hơi lắc đầu tự giễu. Hắn bước nhanh qua cánh cửa, đi vào bên trong tử lâu. Bên trong tử lâu, phần lớn bàn đều trống không vì khoảng thời gian này, dựa theo sinh hoạt tập quán của thế tục, đã qua giờ cơm trưa, vẫn còn chưa đến giờ cơm tối, cộng với việc con đường này vốn không có đông người qua lại nên tử lâu mới có tình trạng như vậy. Chỗ một cái bàn cạnh vách tường, có hai đại hán đang rảnh rỗi ngồi ăn đậu phộng muối, uống chút rượu, luôn miệng nhóp nhép. Tiểu nhị khoác khăn lau lên vai thấy Hàn Lập bước vào, vội vàng cười thật tươi, tiến đến nghênh đón. Gã còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì đã bị người khác kéo lại, lôi qua một bên. Vị này là người quen cũ do ta mời đến, ngươi đi lo việc khác của mình đi. Một tên trung niên mập mạp bước ra từ sau lưng gã, gương mặt tươi cười nói. Người quen cũ của ngươi, tại sao ta không có chút ấn tượng gì vậy? Tiểu nhị thấy tên trưởng quầy to béo dẫn Hàn Lập lên lầu 2, không khỏi gãi đầu, thầm oán than vài câu, sau đó duỗi lưng một cái, lười biếng dựa người vào ghế nghỉ ngơi. Hàn Lập không nói tiếng nào, đi theo tên trưởng quầy to béo lên lầu 2. Gã giẫm đạp huỵch huỵch rung động cả cầu thang. Đến nơi, gã dẫn hắn vào một gian phòng nằm cuối hàng lang. Vừa vào cửa, trưởng quầy to béo đứng qua một bên để cho Hàn Lập bước vào trong, sau đó gã xoay người, đóng cửa phòng lại. Ngay sau đó, gã vung tay lên, một tầng hoa quang nhàn nhạt ở bốn vách tường lập tức sáng lên, cách ly âm thanh trong phòng với bên ngoài. Đạo hữu, mời ngồi. Sau khi làm xong mọi chuyện, trưởng quầy to béo lấy tay làm động tác mời. Gã dần thu nụ cười lại, Hàn Lập lập tức ngồi xuống, liếc nhìn xung quanh. Hắn phát hiện trận pháp ngăn cách âm thanh xung quanh không cao cấp lắm. Nếu tu sĩ nào có ý định dò xét, thì ở bên ngoài khoảng 10 dặm cũng có thể nghe được mọi chuyện rõ ràng. Nhưng mà được cái, vị trí chỗ này vắng vẻ, sẽ không làm người khác chú ý, là một nơi ẩn nấp tốt nhất. Trên người đạo hữu chắc phải có tín vật, có thể lấy ra để tại hạ kiểm tra một chút. Trưởng quầy to bé ngồi đối diện Hàn Lập, đi thẳng vào vấn đề. Hàn Lập nghe vậy, cũng không nói gì. Hắn lật tay lấy ra miếng giấy ghi chép nhiệm vụ cùng với ngọc giản chứa bản đồ truy tìm, đặt lên bàn, đẩy về chỗ trưởng quầy to béo. Trưởng quầy to béo nhận và nhắm mắt dò xét một phen. Sau đó, gã nhẹ gật đầu nói, tín vật không có vấn đề, xem ra các hạ chính là đạo hữu của Vô Thường Minh rồi. Chương 181, Thiên Ma đoạt xá. Nếu như tín vật không có vấn đề, đạo hữu cũng nên nói cho ta biết nội dung nhiệm vụ lần này là gì chứ? Hàn Lập không lòng vòng, mà trực tiếp hỏi, trước hết, tại hạ còn có một chuyện cần xác minh, sau đó mới có thể quyết định giao nhiệm vụ cho ngươi. Trưởng quầy béo xoay chuyển lời nói. Chuyện gì? Hàn Lập nghe vậy, lông mày có chút nhăn lại. Trước tiên, tại hạ cần xác minh tu vi của đạo hữu để chắc chắn đạo hữu có đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Trưởng quầy béo chằm chằm nhìn Hàn Lập, chậm rãi nói. Hàn Lập nghe vậy, không áp chế khí tức bản thân nữa, trên người xuất hiện một tầng thanh quang, lập tức không hề che giấu phóng ra khí tức chân tiên cảnh sơ kỳ. Tuy rằng hắn chỉ thả ra một tia, nhưng trưởng quầy béo không kịp đề phòng, sắc mặt đại biến, vô cùng hoảng hốt. Mặt gã đỏ bừng, như không thở nổi. Hàn Lập thấy vậy, vội vàng thu khí tức trên người lại, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Dung mạo trưởng quầy béo hiển nhiên là do mặt nạ Vô Thường Minh biến ảo ra, cho nên khí tức trên người gã cũng bị che lấp đi. Mặc dù, thần thức của hắn cường đại nhưng nếu không xâm nhập điều tra kỹ thì cũng không tra rõ được tu vi. Mà hắn phóng ra khí tức rất có chừng mực, chẳng qua chỉ một chút mà thôi. Làm sao lại khiến đối phương phản ứng mạnh như vậy? Nếu tại hạ đoán không sai thì các hạ hẳn là tu sĩ chân tiên cảnh sơ kỳ. Giờ phút này, sắc mặt trưởng quầy béo vẫn còn tái nhợt, nhưng sau khi hít sâu vài hơi, gã cũng khôi phục một chút hồng hào, rồi nói. Hàn Lập im lặng, nhẹ gật đầu. Ai, nếu như vậy thì ta khuyên đạo hữu không nên tiếp nhận nhiệm vụ này. Trong mắt trưởng quầy béo hiện lên vẻ thất vọng, thở dài nói. Vì sao? Lúc trước trong nhiệm vụ nói rõ chỉ cần tu sĩ chân tiên cảnh là được, cũng không có yêu cầu cụ thể hơn. Hàn Lập có chút nghi hoặc hỏi, không dối gạt đạo hữu, nội dung nhiệm vụ ta công bố kỳ thật là đi tiêu diệt một người. Theo ta biết, kẻ kia cũng có tu vi chân tiên cảnh sơ kỳ, nhưng thủ đoạn lại không tầm thường, tu sĩ cùng giai khó có thể sánh bằng. Ta sợ đạo hữu đánh không lại y, ngược lại còn bị hại đến tính mạng mình. Trưởng quầy béo lắc đầu nói, nếu là tu sĩ cùng giai, tại hạ vẫn tự tin có thể tranh đấu một trận, dù không địch lại cũng không đến nỗi ném đi tính mạng. Đạo hữu cứ yên tâm giao phó nhiệm vụ này, tại hạ tâm ý đã quyết, sẽ không lùi bước. Hàn Lập nghe vậy, ý niệm trong đầu khẽ chuyển, cười cười nói. Trưởng quầy béo thấy thái độ kiên quyết của hắn không giống giả bộ, nên không còn nghi kỵ nữa, mở miệng nói. Cái này, được rồi, tại hạ cần đạo hữu tiêu diệt một kẻ có tên là Bạch Tùng Thạch, chính là đương kim thái sư Bách Hữu Quốc. Chỉ cần đạo hữu thành công thì sẽ nhận được thù lao theo thỏa thuận. Thái sư của quốc gia phàm nhân. Không phải là Trúc Long Đạo vốn không cho phép tu tiên giả can thiệp vào sự tình thế tục hay sao? Người này thân là tiên nhân chân tiên cảnh, làm sao lại trở thành trọng thần một đất nước phàm nhân chứ? Hàn Lập nghe vậy sướng sờ hỏi, đạo hữu hẳn không phải là người của Đại Lục Cổ Vân chúng ta? Trưởng quầy béo không trực tiếp trả lời Hàn Lập mà hỏi ngược lại. Không sai, Hàn Lập thản nhiên thừa nhận, vậy không trách được rồi. Đạo hữu có chỗ không biết, số lượng phàm nhân ở Đại Lục Cổ Vân có thể tính đến vạn ức. Các quốc gia thế tục mà họ lập nên không có đến ngàn vạn thì cũng có đến trăm vạn người. Ở Bách Hữu Quốc, bề ngoài nhìn như là do hoàng thất thế tục quản lý, nhưng thực tế sau lưng đều có một hai gia tộc tu tiên âm thầm lo liệu. Bọn họ mới thật sự là người cầm quyền. Trưởng quầy béo giải thích, nói như vậy ở Bách Hữu Quốc, người cầm quyền thực sự chính là gia tộc của Bạch Tùng Thạch. Hàn Lập suy nghĩ, nhẹ gật đầu hỏi, không sai, trên thực tế sau lưng các gia tộc tu tiên này đều được tông môn tu tiên có thế lực cao hơn chống lưng. Chẳng qua là, bởi vì một ít ước định quy củ là trừ phi có họa diệt quốc, còn bình thường các gia tộc tu tiên sẽ không can thiệp vào quốc gia thế tục. Cho nên phàm nhân căn bản ít chú ý đến ảnh hưởng của thế lực tu tiên. Trưởng quầy béo gật đầu nói, nếu như vậy, ta ra tay với Bạch Tùng Thạch, chẳng phải là sẽ trêu chọc đến thế lực tông môn chống lưng y sao? Thậm chí là chọc cả đến sự chú ý của Trúc Long Đạo. Hàn Lập có chút nghi ngờ nói, đối với điểm này, đạo hữu cứ yên tâm, người mà tại hạ thuê đạo hữu tiêu diệt thực sự không phải là Bạch Tùng Thạch chân chính. Trưởng quầy béo khoát tay nói, Hàn Lập nghe vậy có chút không hiểu, đang muốn mở miệng hỏi, chợt trưởng quầy béo tiếp tục nói. Người mà ta thuê các hạ tiêu diệt thực tế là một tên vực ngoại thiên ma. Thời điểm Bạch Tùng Thạch độ kiếp thăng tiên đã bị tên đó thừa dịp hư nhược mà đoạt xá. Tên này vì không muốn người khác chú ý nên thực tế có tu vi chân tiên cảnh sơ kỳ nhưng vẫn áp chế ở cảnh giới đại thừa kỳ. Tại hạ có một chuyện khó hiểu, nếu thật sự là thiên ma quấy phá, tất nhiên y sẽ hành động bí mật, không lộ ra nửa điểm phong thanh. Đạo hữu làm sao có thể biết được rõ ràng như vậy? Hàn Lập chau mày, mở miệng cắt ngang lời của gã, hỏi. Cái này, trưởng quầy béo há miệng định nói nhưng lại không cách nào nói được. Đạo hữu cần nói rõ vì sự tình thật sự có chút khó hiểu. Nếu không thể giải thích rõ nguyên do, xin thứ cho tại hạ khó mà tin được. Hàn Lập nhàn nhạt nói ra, trưởng quầy béo nghe vậy, cúi đầu lâm vào trầm tư, hồi lâu không nói. Hàn Lập cũng không có thúc giục, yên tĩnh chờ đợi. Sau một thời gian dài trầm mặc, trưởng quầy béo chậm rãi ngẩng đầu lên, như đã có quyết định trọng yếu. Ánh mắt gã trở nên kiên định, chỉ thấy hai tay gã nhẹ nhàng đưa lên hai bên má, thanh quang liền nhộn nhạo một hồi, lấy xuống một mặt nạ đầu thỏ màu xanh. Sau khi mặt nạ dỡ xuống, trên người trưởng quầy béo đồng thời cũng sáng lên từng đợt thanh quang mơ hồ, vặn vẹo. Thân ảnh gã kịch liệt co rút lại, vòng eo càng trở nên nhỏ bé. Trong chốc lát, trưởng quầy béo lúc trước cũng đã biến mất không thấy, thay vào đó là một thiếu nữ trẻ tuổi, tầm 17-18. Nàng có lông mi cong, mắt hạnh nhân, môi mỏng, mũi thanh tú, khuôn mặt xinh đẹp, gương mặt còn phảng phất chút ngây thơ tuổi mới lớn. Nàng mặc một bộ váy ngắn hoa sen màu hồng nhạt, nhìn rất trong sáng, thoát tục, xinh đẹp vô song. Bất quá nếu nhìn kỹ khuôn mặt nàng, có thể phát hiện một vài nét khiến vẻ non nớt kia giảm đi vài phần, ngược lại hiện lên một chút vẻ đau thương. Hàn Lập nhìn người biến hóa trước mặt, không hề biến sắc nhưng trong lòng thoáng giật mình. Lúc này, khí tức trên người thiếu nữ phát ra chỉ mới là hóa thần hậu kỳ mà thôi. Khó trách lúc trước mình chỉ phóng xuất ra một tia khí tức đã khiến cho nàng phản ứng mạnh như vậy. Chẳng qua với tu vi như vậy thì làm cách nào nàng ta có thể gia nhập Vô Thường Minh. Sau khi hắn cẩn thận quan sát một lúc thì phát hiện trên người thiếu nữ tựa hồ có chút không tầm thường, nhưng cụ thể không tầm thường ở chỗ nào thì hắn cũng chưa rõ. Trong Vô Thường Minh không cho phép thành viên tìm hiểu thân phận lẫn nhau, quy củ này có lẽ đạo hữu biết rõ. Tại hạ tin tưởng dùng chân thân cho đạo hữu biết cũng là thể hiện chút thành ý. Thiếu nữ mở miệng nói, thanh âm êm tai, dễ nghe dị thường. Đối với vị chân tiên đứng trước mặt có tu vi cao hơn mình không biết bao nhiêu lần, nàng ta cũng không lộ vẻ sợ hãi, vẫn trấn định, tự nhiên như cũ. Hay là trước mắt đạo hữu giải thích thêm một chút việc lúc trước khiến tại hạ có chút hoang mang. Hàn Lập bất động thanh sắc tiếp tục nói, không dối gạt đạo hữu, tại hạ tên là Bạch Tố Viện, chính là cháu gái Bạch Tùng Thạch. Năm đó, thiếu nữ hít sâu một hơi, mở miệng nói, nghe thiếu nữ tự thuật êm tai, Hàn Lập đại khái đã biết rõ chân tướng sự tình. Nguyên do là trước kia cha mẹ thiếu nữ ra ngoài du lịch gặp việc ngoài ý muốn mà bất hạnh bỏ mình, còn nàng bởi vì từ nhỏ đã rất thông minh, căn cốt tu hành lại tốt, nên rất được lão tổ Bạch Tùng Thạch trong tộc yêu thích. Chính vì thế, nàng được lưu lại bên lão và được lão yêu mến vô cùng. Về sau, lão tổ bế quan trùng kích chân tiên cảnh. Thời điểm lão độ kiếp hư nhược bị thiên ma đoạt xá, dù tất cả mọi người không thể nhìn ra, thì nàng lại là người duy nhất phát hiện được. Khi nàng nói chuyện này cho gia tộc biết, căn bản không có người nào tin, thậm chí ngay cả gia gia của nàng cũng không tin. Ngay từ đầu tên thiên ma kia vì e ngại mà còn thu liếm, cũng không có quá nhiều hành động bất thường. Nhưng đến lúc đã dung hợp hoàn toàn trí nhớ của Bạch Tùng Thạch thì y bắt đầu dần dần nắm toàn bộ Bạch Gia trong tay, dùng thân phận thái sư điều khiển triều đình Bách Hữu Quốc. Từ đó về sau, bên trong Bách Hữu Quốc xảy ra nhiều chuyện, thỉnh thoảng dân chúng của một thành trấn nào đó đột nhiên mất tích. Với tư cách thế lực tu tiên tỏa trấn quốc gia này, đương nhiên Bạch Gia phái người đến truy xét nhưng kết quả cũng không thu hoạch được gì. về sau tên thiên ma này làm việc càng ngày càng cổ quái, một số người trong gia tộc rút cuộc cũng phát hiện ra dị thường trong đó nên bắt đầu điều tra. Kết quả lại bị tên thiên ma ra tay trước, nên từng người bị loại bỏ. Tên thiên ma này nhìn chúng căn cốt thiên phú của ta, muốn đào tạo ta thành lô đỉnh tu luyện, đã giam ta trong cấm địa của gia tộc. Gia Gia ngay lúc cứu ta mà đã bị tên thiên ma giết chết. Bạch Tố Viện nói đến đây thì ngừng lại, trong mắt hiện lên một tia đau đớn. Bạch đạo hữu xin nén bi thương. Hàn Lập thấy vậy, thần sắc không biến, mở miệng an ủi. Năm đó tại thời điểm chạy trốn, Gia Gia lấy trộm mặt nạ cùng tín vật của tổ tiên lưu truyền xuống giao cho ta, dặn dò ta dùng tín vật này mà gia nhập Trúc Long Đạo rồi dốc lòng tu luyện, đợi đến lúc có năng lực, trở lại thay gia tộc báo thù. Nhưng mà tu vi ta chỉ là hóa thần kỳ, dù không ngủ không nghỉ mà tu luyện cũng chẳng biết đến lúc nào mới có thể chống lại được tên ma đầu kia. Sau một lát thiếu nữ tiếp tục nói, cho nên ngươi tuyên bố nhiệm vụ trong Vô Thường Minh, tìm người giúp ngươi giết y. Hàn Lập nhẹ gật đầu hỏi, đối với việc nàng kể lại, hắn có chút thông cảm. Đừng nói là chân tiên cảnh, dù là từ hóa thần kỳ tiến giai đến luyện hư kỳ, cũng cần phải qua cửa ải ngũ hành hợp nhất, khó khăn trong đó Hàn Lập biết rõ, chưa cần phải nói đến thiên kiếp đại thừa về sau. Không sai, lúc trước do ngoài ý muốn mà từ cái mặt nạ ta biết được Vô Thường Minh nên đã ban bố nhiệm vụ kia. Mà những năm gần đây, thiên ma chưa bao giờ ngừng truy tìm ta, cũng nhờ vào cái mặt nạ này, ta mới có thể trốn thoát nhiều lần. Chẳng qua nếu không tìm được người tiêu diệt tên thiên ma này, sợ rằng ta cũng không thể trốn lâu được nữa. Lúc này, Bạch Tố Viện đã khôi phục tỉnh táo, tiếp tục nói. Chương 182, Tế Thiên, thì ra là vậy, nếu mọi chuyện như vậy thì cũng có thể giải thích rõ ràng vì sao với tu vi của ngươi mà cũng có thể gia nhập Vô Thường Minh rồi. Phải rồi, ngươi nói mặt nạ và tín vật này là truyền thừa của tổ tiên ngươi. Hàn Lập nghe Bạch Tố Viện kể lại, chậm rãi gật đầu, hỏi tiếp. Mặt nạ này thuộc về một vị tổ tiên của Bạch Gia, chính là vị tiên nhân đảm nhiệm vị trí trưởng lão nội môn trong Trúc Long Đạo. Bạch Gia chúng ta dựa vào vị lão tổ đó mới có thể trở thành tu tiên thế gia âm thầm quản lý Bách Hữu Quốc. Về phần tín vật, dĩ nhiên cũng là của vị tổ tiên đó. Bạch Tố Viện giải thích, nếu là như vậy, tại sao ngươi không đi Trúc Long Đạo tìm vị lão tổ tiên nhân này, xin lão ta tiêu diệt tên thiên ma đó? Hàn Lập khẽ nhướng mày, hỏi, theo Gia Gia ta nói, vị lão tổ này đột nhiên mất tích từ mấy nghìn năm trước, không có chút tin tức gì. Tộc đã cử mấy vị trưởng lão hợp thể kỳ ra ngoài tìm kiếm nhưng cũng mất tích luôn. Từ đó về sau, thế lực của Bạch Gia cũng dần dần đi xuống. Bởi vậy, ông cố mới nóng lòng độ kiếp để trở thành chân tiên, cuối cùng lại bị thiên ma thừa dịp đoạt xá. Bạch Tố Viên vừa nói, vừa liên tục thở dài. Hiện tại, ta tạm thời không có cách nào xác thực được lời nói của ngươi. Chờ đến khi ta tận mắt thấy Bạch Tùng Thạch, nếu quả thực gã bị thiên ma đoạt xá, ta sẽ quyết định có ra tay hay không. Hàn Lập nghe xong, suy nghĩ một chút rồi nói. Hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng lời nói của thiếu nữ này. Nàng là một tu sĩ hóa thần hậu kỳ, vậy mà có thể ẩn nấp được dưới con mắt của một gã chân tiên trong nhiều năm như vậy. Điều đó chứng tỏ bản thân nàng cũng không phải là người đơn giản. Trong lòng hắn bắt đầu xuất hiện một tia phòng bị. Chuyện này, được rồi, đầu tháng sau chính là đại điển tế thiên cầu phúc 10 năm mới có một lần của Bách Hữu Quốc. Đến lúc đó, Hoàng đế sẽ dẫn theo văn võ bá quan, đi đến tế đàn trên núi Thái Nga để cử hành tế thiên. Bạch Tùng Thạch là thái sư dĩ nhiên cũng phải đi theo. Lúc đó đã rời xa thành trì của phàm tục, có ra tay cũng giảm ảnh hưởng ở mức thấp nhất. Bạch Tố Viện trần trừ một chút, mở miệng nói. Cũng tốt, Hàn Lập nghe vậy, nhẹ gật đầu, coi như đã quyết định mọi chuyện như vậy. Phải rồi, không biết xưng hô như thế nào với đạo hữu. Đôi mắt của Bạch Tố Viện sáng ngời, mở miệng hỏi. Lệ Phi Vũ, ở phía đông của dãy núi Thái Nga của Bách Hữu Quốc, thiên núi hùng tráng, phong cảnh tú lệ. Đỉnh Thái Nga là đỉnh núi cao nhất trong dãy núi, được mệnh danh là Đông Nhạc Thần Sơn, được dân chúng tại Bách Hữu Quốc rất tôn sùng. Tương truyền rằng, giữa Thanh Thiên Bạch Nhật đã có một vị chân tiên đắc đạo phi thăng tại đây. Văn nhân thi sĩ ở Bách Hữu Quốc thường hay du sơn ngoạn thủy đỉnh Thái Nga, vì chuyện tương truyền mà ngâm thơ làm phú ca ngợi nơi đây. Đến nay, trên đỉnh núi, khắp nơi đều còn lưu lại vài câu thơ được khắc trên đá, hàng năm thu hút không ít dân chúng ngưỡng mộ cảnh đẹp mà đến tham quan. Nhưng mà, một tháng trước, cả ngọn Thái Nga bị rất nhiều binh sĩ mặc áo giáp vương phủ vây quanh. Bất kể là con cháu của vương công quý tộc hay là dân chúng bình thường, tất cả đều bị cấm lên núi. Đối với chuyện này, dân chúng của Bách Hữu Quốc không có bất kỳ dị nghị nào, bởi vì họ đều biết, Hoàng đế muốn đến tế thiên cầu phúc. Tuy nói đỉnh Thái Nga bắt đầu bị phong tỏa để tổ chức tế điển cầu phúc, nhưng mấy ngày trước, dân chúng từ các quận lân cận kéo đến khiến cho quận Đông Thái dưới chân núi luôn trong tình trạng chật kín người. Ngày diễn ra tế điển, trời còn chưa sáng, dân chúng đã đứng chật ních hai bên đường trải dài từ trong quận thành đến đường lên đỉnh Thái Nga, để được nhìn thấy dung nhan của hoàng đế. Giờ lành vừa đến, xa giá chở hoàng đế cùng với văn võ bá quan đi thẳng từ bên trong hành cung ra ngoài quận thành. Đội ngũ lâm quân hộ tống xa giá đi thẳng đến đỉnh Thái Nga không ngừng nghỉ. Ở đỉnh Thái Nga, trên một tế đàn hình tròn trống trải, đã sớm bày biện xong bàn ghế lư hương. Trên mặt đất, tấm thảm đỏ thiêu gấm vóc trải rộng, hai bên có nhiều văn võ bá quan đang mặc lễ phục. Sắc mặt mọi người tràn đầy thành kính, chắp tay chờ đợi. Trong đám người, một gã quan phủ có gương mặt bình thường, buông thõng hai tay. Đôi mắt của hắn không ngừng quan sát, đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Người này không phải ai khác, chính là Hàn Lập thay đổi dung mạo, ẩn nấp ở bên trong. Còn Bạch Tố Viện lại dùng một phương pháp khác để che giấu, ẩn nấp bên ngoài tế đàn. Sau khi quan sát một lát, Hàn Lập phát hiện ngoại trừ đội tu sĩ tuần tra, thì còn có hơn 10 tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ và Trúc Cơ Kỳ đang ẩn nấp. Lễ bộ thượng thư bên cạnh hắn lại là một tu sĩ Hóa Thần Kỳ. Trong lòng Hàn Lập biết, phần lớn những người này là do Bạch Gia ở sau lưng bố trí. Khoảng 1-2 canh giờ sau, xa giá của hoàng đế cuối cùng cũng đã lên đến đỉnh Thái Nga. Thoạt nhìn, hoàng đế không quá 20 tuổi, được thái giám dìu xuống xa giá. Hoàng đế cũng không nóng lòng đi vào trong tế đàn ngay, mà đứng ở một bên xa ra, giống như là đang đợi gì đó. Sau một lúc lâu, các xe ngựa phía sau cũng lục tục chạy đến. Một xe ngựa nhanh chóng dừng ở phía sau xa giá. Sau khi dừng lại, cửa xe mở ra, một lão giả râu tóc bạc phơ mặc áo bào màu tím giơ một bàn tay ra. Dưới sự giúp đỡ của tùy tùng, lão giả run rẩy bước xuống xe ngựa. Mặt mũi của lão thoạt nhìn cực kỳ già nua, nếp nhăn trải dài trên mặt, hai mắt đục ngầu, trên trán còn phất phơ mấy sợi tóc bạc, thân hình còng xuống, bộ dạng nhìn như gần đất xa trời. Hoàng đế chờ lão giả kia chậm rãi đi đến bên cạnh, sắc mặt trở nên vui vẻ. Hoàng đế đi trước, còn lão giả ngay đằng sau cùng đi đến tế đàn, văn võ bá quan còn lại nhanh chóng bước theo sau. Hàn Lập lẫn trong đám người, đột nhiên sâu trong đáy mắt hắn lóe lên lam mang một cái rồi biến mất. Ánh mắt hắn đảo qua lão giả, trong lòng liền xác định người này chính là lão thái sư Bạch Tùng Thạch. Tuy rằng, người này thể hiện hành động già yếu như lão giả 8-90 tuổi, cũng như ẩn tàng khí tức trên người vô cùng tốt, nhưng mà vẫn không thể qua mắt được thần thức của hắn. Xem ra, người này là một tu sĩ đại thừa kỳ. Trừ việc y cố ý áp chế tu vi và che giấu khí tức ra, hắn không có phát hiện bất kỳ điểm gì bất ổn. Hoàng đế cùng Bạch Tùng Thạch chậm rãi bước lên từng bậc thang, từ từ đi lên tế đàn. Văn võ bá quan chỉ đi đến chân tế đàn, rồi dừng lại. Lão giả có bộ dạng già nua, bị Hàn Lập cải trang thành quan văn mặc lễ bộ âm thầm quan sát bỗng đi chậm lại. Ánh mắt lão ta làm như lơ đãng liếc một chỗ nào đó bên ngoài tế đàn. Trong con mắt đục ngầu của lão đột nhiên hiện lên một tia tinh quang, nhưng rất nhanh sau đó trở lại bình thường. Sau đó, lão ta lại tiếp tục đi lên trung tâm tế đàn. Dưới sự chủ trì của một viên quan lễ bộ lớn, tế điển tiếp tục diễn ra như bình thường. Hàn Lập trầm ngâm không nói gì, trong lòng đang cân nhắc. Lệ đạo hữu, hình như tên ma đầu kia đã phát hiện ra ta. Tại sao ngươi còn không ra tay? Không lẽ người bị chướng nhãn pháp của ma đầu kia mê hoặc nên bỏ qua sao? Đột nhiên âm thanh của Bạch Tố Viện vang lên trong đầu hắn, lộ ra vài phần lo lắng. Đạo hữu Ma Quang có thể giúp ta nhìn một chút? Hàn Lập nghe vậy, cúi đầu nhìn cái bóng của mình, dùng tâm thần liên hệ hỏi. Sau một hồi trầm mặc, cũng không thấy bóng dáng của hắn có gì thay đổi, trong lòng hắn vang lên âm thanh của Ma Quang, Hàn đạo hữu, công phu ẩn giấu khí tức của kẻ này khá cao. Nhưng mà theo ta quan sát, kẻ này chính xác thuộc một chi của thiên ma ngoại tộc. Hàn Lập nghe vậy, thu hồi ánh mắt, cười nhếch môi. Lúc này, dưới sự an bài của viên quan lễ bộ, hoàng đế đã đi đến trước tam sinh, kính qua ba cây nhang thơm, sau đó lui sang một bên. Ngô hoàng sùng đức, ngưỡng duy thánh thần, kế thiên lập cực. Vì thiên lập tâm, vì dân sinh lập mệnh, vì muôn đời lập thái bình. Công hóa chi long, vĩnh cửu vô thương, cho chi nhận thiên tự, cẩn dùng tế. Bạch Tùng Thạch với tư cách đứng đầu bá quan văn võ, bắt đầu quay mặt về phía quần thần, thay hoàng đế tụng niệm kính thiên tế văn. Thanh âm của lão khàn khàn, giống như không còn hơi sức để nói. Hàn Lập nhìn đến đây, đột nhiên bước ra khỏi đám người. Quan viên lễ bộ ở bên cạnh kinh hãi, lập tức vội vàng quát bảo hắn dừng lại, nhưng chỉ thấy bóng người phía trước đột nhiên hoa lên rồi biến mất không thấy tung tích. Trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện ở trung tâm tế đàn. Hắn phất tay áo, một cơn gió lốc màu xanh lập tức lao ra, như một con thanh long quét sạch khắp nơi. Cơn lốc xoáy bao phủ lấy hoàng đế cùng mọi người mang xuống dưới chân núi. Đám tu sĩ ẩn nấp bên trong phàm nhân tỏa ra hào quang trên người, muốn thoát khỏi cơn gió xoáy nhưng không được, đành phải cùng với mọi người bay xuống chân núi Thái Nga. Ngươi là viện binh mà nha đầu kia mời tới. Bạch Tùng Thạch ngưng niệm tế văn, xoay người nhìn về phía Hàn Lập. Hai mắt vốn đã đục ngầu lập tức trở nên vô cùng minh mãn, thân hình vốn đang bị còng đột nhiên thẳng lên. Hai tay lão vén tóc rối bời trên trán, khí tức suy sụp trên người bị thổi bay, thay vào đó là một loại khí tức mạnh mẽ của người cầm quyền. Hàn Lập cười lạnh, không trả lời, thân hình hắn lóe lên rồi đột nhiên bay đến, đánh ra một quyền xuống đầu lão giả. Lão giả thấy hắn phát ra khí thế như thế, khóe mắt thoáng co lại, thân hình lóe lên, nhanh chóng lùi về sau hơn 10 trượng. Hàn Lập đánh ra một quyền thất bại, trúng vào tế đàn trên mặt đất. Một tiếng ầm ầm vang lên rất lớn, toàn bộ tế đàn bị nứt vỡ, hóa thành một mảng bột mịn. Bốn phía xung quanh Hàn Lập đột nhiên xuất hiện hơn 10 vệt lưu quang hạ xuống. Cả bọn trợn mắt nhìn hắn, cuồng đồ to gan đến từ nơi nào, dám tập kích lão tổ nhà ta. Một lão giả mặc áo bào xanh, chỉ tay về Hàn Lập, quát to. Hàn Lập vừa đánh ra một quyền, cũng không định lại làm loạn, chẳng qua hắn nhìn chằm chằm vào Bạch Tùng Thạch ở trước mặt, không thèm để ý đến bọn người ở xung quanh. Những người này đều là tu sĩ Bạch Gia, người mạnh nhất thì tu vi cũng chỉ là hóa thần hậu kỳ, dĩ nhiên hắn sẽ không thèm tính toán với bọn họ. Đúng lúc này, một thân ảnh nhỏ bé từ đằng xa nhanh chóng bắn đến, hạ xuống chỗ tế đàn đã nứt vỡ. Chính là Bạch Tố Viện, dung mạo nàng thanh tú xinh đẹp, đang mặc một bộ váy ngắn màu hồng cánh sen. Nhị thúc công, đại bá, các người dừng tay, vị này là Lệ tiền bối do cháu mời đến để tiêu diệt thiên ma. Các người đừng bị tên ma đầu kia đầu độc, chết một cách oan uổng. Bạch Tố Viện lớn tiếng kêu gọi, im ngay, đồ nghiệp chướng, ngươi không chỉ sát hại ông nội của mình, lại còn dám ăn nói bậy bạ, phỉ báng tộc trưởng. Thật là không biết sống chết, hôm nay, ta thay mặt đại ca thanh lý môn hộ. Lão giả áo bào xanh được Bạch Tố Viện gọi là nhị thúc công giận tím mặt, hào quang trên người tỏa ra sáng ngời, đuổi giết Bạch Tố Viện. Hàn Lập thoáng nhìn cảnh này, không thèm để ý, chỉ bước từng bước đến chỗ Bạch Tùng Thạch. Chương 183, trừ ma trên đỉnh Thái Nga. Bạch Tùng Thạch thấy Hàn Lập đang tiến đến gần, thì không có chút nào khinh thường nào. Thần quang trong mắt lão ta chợt ẩn chợt hiện, có vẻ run sợ. Hai tay lão ta vung lên, hư không lập tức vang lên tiếng rít gào, rồi bỗng nhiên xuất hiện hai cái hỏa luân to lớn. Phía trên chúng có ngũ sắc quang mang lóng lánh, thỉnh thoảng còn có ngũ sắc linh diễm từ bên trong bay ra. Đây là một kiện linh bảo phẩm chất không tầm thường, tên là Ngũ Diễm Quang Luân. Các hạ đến bây giờ vẫn còn không chịu lộ diện ư? Hàn Lập thấy vậy, cười lạnh nói. Bạch Tùng Thạch ở phía đối diện không trả lời, vung hai tay về phía Hàn Lập, miệng tụng niệm pháp quyết. Vù vù vù, theo từng trận gió nổi lên, hai cái Ngũ Diễm Quang Luân nhanh chóng hóa lớn giữa hư không, lập tức lớn hơn vài chục trượng, liên tục biến hóa bay sát mặt đất đến phía Hàn Lập. Chanh chanh chanh, tiếng kim loại va chạm với đá vang lên rợn người. Núi đá trên đỉnh Thái Nga cứng rắn như vậy mà va chạm với quang luân bị rạch thành hai cái rãnh thật sâu, bên trong ngũ sắc linh diễm cháy rừng rực, nung chảy cả núi đá. Tu sĩ Bạch Gia ở xung quanh thấy tình hình đó thì liếc mắt nhìn nhau, tự biết là không thể tham gia được cuộc chiến giữa lão tổ và Hàn Lập. Dưới sự chỉ đạo của lão giả áo bào xanh, tất cả mọi người đều quay ra vây công Bạch Tố Viện. Bạch Tố Viện dĩ nhiên không định dùng cứng đối cứng với đối phương, lập tức tế ra hai ba kiện pháp bảo phòng ngự, lập tức từng làn hỏa vân bao phủ quanh thân. Nàng bay lượn khắp nơi để tránh né, kéo theo phía sau là một đám tu sĩ Bạch Gia đuổi theo. Lại nói tiếp, thân phận của nàng so với đám người lão giả áo bào xanh thì thấp hơn không ít, nhưng tư chất của nàng không tệ, dùng tu vi của hóa thần hậu kỳ đối phó với nhiều người cũng không có gì đáng ngại. Hàn Lập nhìn qua hai cái quang luân đang quét đến, không thèm né tránh chút nào, ngược lại còn bước khom lên phía trước, lật tay hiện ra kim lân, hai tay cùng lúc khua đến phía trước thăm dò. Giữa hư không, hư ảnh hai bàn tay màu vàng to lớn hiện ra, thăm dò vào trong ngọn lửa hừng hực thiêu đốt bên trên quang luân, sau đó nắm chặt Ngũ Diễm Quang Luân lại. Khí thế lao đến của Ngũ Diễm Quang Luân lập tức hơi chậm lại, rồi bị cứng rắn ngăn cản ngay tại chỗ. Bạch Tùng Thạch thấy thế, đồng tử hơi co rút lại, âm thanh tụng niệm vang vọng, hai tay trước người nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Ngũ Diễm Quang Luân đang bị trì trệ đột nhiên phát ra hào quang sáng hơn, chuyển động càng nhanh hơn, liệt diễm thiêu đốt trên bề mặt như mưa lửa rơi khắp nơi. Rồi Ngũ Diễm Quang Luân như sao băng bay vụt đi. Hàn Lập cảm nhận được lực đạo to lớn đột nhiên truyền đến phía trên quang luân, rồi lại thấy hỏa diễm không ngừng bay là khắp đỉnh núi khiến lông mày hắn hơi nhíu lại. Hắn quát lớn một tiếng, phất hai tay lên làm động tác ném về phía trước. Chỉ nghe hô một tiếng, hai cái hỏa luân to lớn kia không còn bị khống chế, bay thẳng vào hư không. Một khắc sau, thân hình Hàn Lập lóe lên, đột nhiên bay đến trước người Bạch Tùng Thạch. Hắn phất cánh tay phật một cái thành một vòng to lớn, nâng lên một quyền đánh lên đầu đối phương. Bạch Tùng Thạch đã sớm có chuẩn bị, hai tay lão ta lục tìm trước người, lấy ra một cái khiên hình tròn có khảm mặt thú, che chắn trước người. Một tiếng phanh vang lên thật lớn, một luồng man lực bài sơn đảo hải ập đến, lập tức đánh cho cái khiên vốn có linh quang rạng rỡ lõm xuống. Bạch Tùng Thạch ở phía sau cầm thuẫn cũng bị chấn động bởi luồng lực mạnh mà bắn ngược ra ngoài. Bạch Tùng Thạch còn chưa đứng vững, đã thấy một thân ảnh lóe lên trước mắt. Hàn Lập xuất hiện như hình với bóng theo sát phía sau, đánh ra thêm một quyền nữa. Bạch Tùng Thạch lại một lần nữa vội vàng nâng tấm khiên đã bị hư hỏng không nhẹ lên chống đỡ. Một tiếng oanh, lần này, tấm khiên lại sáng lên hào quang lần nữa, rồi nổ tung. Nhưng mà, quyền ảnh của Hàn Lập không có tan biến, mà lại tiếp tục lao đến phía trước, đánh thẳng vào lồng ngực của Bạch Tùng Thạch. Một tiếng bành muộn hưởng truyền đến, một âm thanh như sấm rền từ trên 9 tầng trời truyền xuống, thanh thế không lớn nhưng lại cực kỳ chấn động. Lồng ngực của Bạch Tùng Thạch bị đánh lõm xuống, nhưng đột nhiên, lão ta ngửa đầu lên trời, há to miệng. Một luồng ma khí màu đen cực kỳ nồng đậm cuồn cuộn tuôn ra, giống như là lửa cháy bốc khói lên trời. Rất nhanh sau đó, từng luồng ma khí bao phủ toàn bộ đỉnh núi Thái Sơn lại trong phạm vi mấy trăm dặm. Bầu trời lập tức như bị hạ thấp xuống, đang từ buổi trưa như trở thành trạng vạng tối. Có chuyện gì vậy? Dừng tay cho ta, Tố Viện, chẳng lẽ lời ngươi nói là thật? Giờ phút này, mọi người Bạch gia vẫn còn đang vây công Bạch Tố Viện vội vàng dừng tay lại. Tất cả đều ngơ ngác nhìn lên bầu trời, thấy cái xác của lão giả không có thiên ma chống đỡ đang rơi xuống phía dưới thì sắc mặt họ tràn đầy vẻ khó tin. Bạch Tố Viện đứng im tại chỗ, đã thu hồi hỏa vân bao quanh thân thể lại, rồi nhìn lên bầu trời thì hiện lên vẻ phẫn hận. Nếu không muốn chết, thì mang những phàm nhân ở dưới núi rời khỏi đỉnh Thái Nga. Trên bầu trời, bỗng nhiên vang lên âm thanh lãnh đạm của Hàn Lập. Mọi người nghe thế mới tỉnh ngộ, thu hồi di hài của Bạch Tùng Thạch, rồi vội vàng bay xuống núi. Lão giả áo bào xanh Bạch gia chậm rãi quay đầu nhìn về phía Bạch Tố Viên, ánh mắt vô cùng phức tạp, liên tục do dự, rồi sau đó mới mở miệng nói, Tố Viện, đi cùng với nhị thúc công. Ta muốn tận mắt nhìn thấy ma đầu kia tan thành mây khói. Bạch Tố Viện nghe vậy, cũng không thèm liếc nhìn lão ta, cắn chặt răng nói. Lão giả áo bào xanh trần chờ một lát, rồi thở dài một tiếng, bay xuống dưới núi. Hiện tại, ma vân trên bầu trời đã tụ lại nồng đậm như mực. Mây mù ở giữa bỗng nhiên chuyển động, ngưng tụ thành một gương mặt khổng lồ của một tên nhân tộc đang há rất to trên bầu trời. Dám bức ta bỏ thân thể nhân tộc, làm hỏng tu hành ma đạo của ta. Ta nhất định phải nghiền bọn ngươi ra cho. Một âm thanh lạnh như băng từ trên trời truyền đến, tiếng ông vang lên khắp bầu trời. Dứt lời, gương mặt kia đột nhiên há to miệng, một luồng khí tức nóng rực lập tức bay vọt ra, hóa thành một mảng ma diễm ngập trời phô thiên địa cái phun trào đến chỗ Hàn Lập. Không biết từ lúc nào, Hàn Lập đã lấy ra thanh trường đao màu đen, đung đưa nhẹ nhàng. Thấy ma diễm cuồn cuộn bay đến, Hàn Lập lập tức hành động. Trường đao trong tay hắn lóe lên ô quang, chọc chéo lên phía trước, lập tức một luồng đao ảnh lớn hơn 10 trượng bay ra, chém lên ma diễm đang đến. Chỉ thấy đao ảnh và ma diễm bốn phía cuồn cuộn kịch liệt, rồi ma diễm bị khí thế của đao ảnh đánh bạt sang hai bên, tạo thành một thông lộ rộng chừng trăm trượng. Thân ảnh của Hàn Lập từ trong thông lộ bay vút lên. Trường đao trong tay hắn không ngừng bay múa, hóa thành một mảng đao ảnh sương mù màu đen xoắn về phía gương mặt to lớn do ma vân tụ lại mà thành. Trong không trung, hư không chấn động, đao quang tung hoành. Một mảng lớn ma vân bị chém đứt, chia năm xẻ bảy, không ngừng xoay tròn. Từ trong miệng gương mặt khổng lồ không ngừng tuôn ra ma diễm vây quanh Hàn Lập nhưng lại bị đao quang của hắn phá vỡ nên không tạo ra được ảnh hưởng gì. Đúng lúc này, đột nhiên ma vân co rút lại, từ phạm vi trăm dặm thu nhỏ lại còn 10 dặm, rồi ngưng tụ thành một gương mặt ma to lớn, đầu có hai sừng đen nhánh, miệng há to. Đột nhiên cái miệng lớn há to ra, xuất hiện một vòng xoáy hắc khí to lớn bên trong, từ đó truyền ra một luồng lực hấp dẫn to lớn, trong chớp mắt hút Hàn Lập vào trong. Cái miệng khổng lồ của gương mặt ma lập tức khép lại. Thân ảnh Hàn Lập cũng biến mất không thấy gì. Bạch Tố Viện đang ngước đầu nhìn lên đỉnh Thái Nga thấy cảnh như thế, tim đập mạnh, thần sắc trở nên có chút kỳ quái. Tay áo nàng khẽ đảo một cái, một quả cầu màu vàng xuất hiện trong lòng bàn tay. Phía trên quả cầu màu vàng có phù văn trải rộng, bên ngoài mơ hồ có hồ quang điện màu vàng lập lòe. Đây là vũ khí cực kỳ hiệu quả để đối phó với thiên ngoại ma đầu, tên nó là Kim Cương Diệt Ma Thần Lôi. Một lúc lâu sau, thấy bên trong gương mặt ma không hề có bất kỳ động tĩnh gì, ánh mắt của nàng toát lên vẻ kiên quyết. Hào quang trên người nàng đột nhiên sáng ngời, định bay lên. Xì xì xì, đúng lúc này, khóe miệng của gương mặt đột nhiên sáng lên từng sợi hào quang màu trắng bạc. Ngay sau đó, một âm thanh lôi đình đột nhiên vang lên, gương mặt ma khổng lồ lập tức nổ tung, từ bên trong lôi quang màu bạc tỏa ra đầy trời. Một con lôi bằng khổng lồ, toàn thân được bao phủ bởi lôi điện màu bạc từ bên trong bay ra. Giữa không trung, nó thu lại hào quang, biến thành hình người. Chính là Hàn Lập, sau khi gương mặt ma kia nổ tung, ma vân tán loạn lại tụ lại lần nữa, hóa thành một lão giả toàn thân đen kịt, nhanh chóng lao vút xuống dưới đỉnh Thái Nga, hướng đến chỗ Bạch Tố Viện. Dung mạo của lão giả giống hệt Bạch Tùng Thạch, Hàn Lập thấy vậy, ánh mắt ngưng trọng, trường đao màu đen trong tay lóe lên, đột nhiên chém xuống phía dưới. Một luồng đao quang màu đen đột nhiên lóe lên, lại nhanh như chớp bổ xuống lão giả đen kịt đang đuổi theo Bạch Tố Viện kia, lập tức chém lão ta ra làm đôi. Chỉ nghe một tiếng két vang thật lớn, luồng đao quang màu đen kia sau khi chém đôi lão giả đen kịt kia, lại không có dừng lại, chém thẳng vào phía trên thân núi đỉnh Thái Nga. Rầm rầm rầm, một hồi âm thanh như động đất truyền ra, bụi mù tỏa ra khắp bốn phương tám hướng, đá lớn từ đỉnh Thái Nga lăn xuống ầm ầm, muôn loài chim kinh sợ bay tán loạn. Kéo dài một hồi lâu, cơn chấn động mới dần biến mất. Trong lúc hỗn loạn, Bạch Tố Viện khó khăn lắm mới ổn định được thân hình. Nàng kinh ngạc nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện một cái vực sâu vạn trượng. Cả ngọn Thái Nga thình lình đã bị Hàn Lập dùng một đao chém ra làm đôi. Hàn Lập không biết là một đao tùy ý này của hắn đã khiến cho cái tên đỉnh Thái Nga bị xóa sổ hoàn toàn khỏi bản đồ của Bách Hữu Quốc. Từ nay về sau, dãy núi Thái Nga xuất hiện một đỉnh lưỡng đoạn cùng với một truyền thuyết tiên nhân phá núi diệt ma. Dĩ nhiên, những chuyện này đều là sau này. Thân thể của thiên ma lúc này đã bị chém làm hai nửa. Một nửa nằm bên này, nửa còn lại nằm ở bên kia vực sâu. Hàn Lập từ trên không hạ xuống, hờ hững nhìn thân thể lão giả đen kịt kia. Hắn định ra tay đập nát, nhưng đột nhiên trong đầu lại vang lên âm thanh đạo hữu chậm đã. Trong khi đó, thân thể lão giả đen kịt vô cùng thê thảm đang lết trên mặt đất tới chỗ Hàn Lập. Trong mắt lão ta tràn đầy vẻ cầu khẩn, nói với hắn. Xin đừng giết ta, ta nguyện cùng người ký thiên ma khế ước, từ nay về sau trở thành nô bộc, mặc cho người sai khiến. Hàn Lập nghe vậy, không nói gì, trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Bạch Tố Viện thấy vậy, sợ Hàn Lập đáp ứng nên nhanh chóng bước đến, định mở miệng ngăn cản. Lúc này, bóng dáng trước người Hàn Lập chớp lên một hồi, rồi đột nhiên kéo dài, từ đó hiện ra một thân ảnh đen xì như mực, chính là Ma Quang. Đúng là gã vừa mới dùng tâm thần liên hệ ngăn cản Hàn Lập. Chương 184, một điều thỉnh cầu. Thứ ngu xuẩn như ngươi mà cũng dám ký kết khế ước thiên ma với hắn. Ma Quang vừa hiện thân, nhìn lão giả đen kịt trên mặt đất, lạnh lùng quát một tiếng. Lão giả đen kịt vừa thấy Ma Quang, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng hoảng sợ, trên người lóe lên ô quang, thân hình bắt đầu tan biến. Dĩ nhiên là lão ta dự định một lần nữa hóa thành sương mù bỏ chạy. Chạy đằng trời, Ma Quang không cho lão ta một chút cơ hội nào, giơ bàn tay ra, lòng bàn tay bỗng nhiên phát ra hào quang màu đen rực rỡ, hóa thành một tấm lưới lớn màu đen như ẩn như hiện bọc xuống. Tấm lưới bao phủ lão giả đã biến thành sương mù màu đen vào trong đó, rồi co rút lại. Không, bên trong màn sương mù màu đen truyền ra một tiếng kêu rên. Sương mù trong tấm lưới co rút lại, vặn vẹo một hồi, rồi một lần nữa cô đọng lại thành lão giả ở giữa. Chỉ thấy Ma Quang khẽ niệm vài câu chú ngữ không ai nghe rõ, trong mắt chợt lóe hào quang màu đen, há mồm hút vào một cái. Lão giả đen thui đang ở trong tấm lưới lớn vừa thu lại, hóa thành một làn sương mù nhỏ chui vào trong miệng Ma Quang. Nửa phần tàn thi của thiên ma ở bên kia vực sâu cũng không thể có may mắn mà thoát, đồng dạng hóa thành một làn sương mù nhỏ, rồi bị Ma Quang hút vào. Một tiếng ầm, vòng tay chữ vật đeo trên người lão ta rơi trên mặt đất. Trong lúc đó, Hàn Lập cũng thu hai cái linh bảo hỏa luân bị hắn đánh bay lúc trước vào. Sau đó, hắn thoát một cái trở lại vị trí cũ. Thân thể Ma Quang mờ nhạt, rồi lại chui vào trong cái bóng của Hàn Lập, đồng thời trong đầu Hàn Lập vang lên thanh âm. Hàn đạo hữu, xin ngươi giúp ta một tay tìm một chút trong pháp khí chứa đồ của tên kia. Nó là thiên ma hẳn là kiếm được không ít ma khế thạch. Thứ đó có thể giúp ta khôi phục lại một chút. Trong thanh âm mơ hồ toát ra một tia linh động, không còn đần độn như lúc trước. Hàn Lập nghe vậy, một tay đánh ra phía trước một chiêu, vòng tay màu đen từ từ bay lên. Đúng vào lúc này, một bóng trắng nhanh chóng hiện lên, vòng tay màu đen biến mất, không còn dấu vết. Hàn Lập thấy vậy, khẽ cau mày, bóng trắng hạ xuống cách đó không xa, hiện ra thân ảnh Bạch Tố Viện, hai tay nắm chắc vòng tay màu đen. Đa tạ lệ tiền bối thay ta trừ tên ma đầu này, cho tiểu nữ một cái công đạo. Nhưng mà vòng tay này là của Bạch gia chúng ta, người là tiên nhân, sẽ không tham đồ của Bạch gia chúng ta chứ. Bạch Tố Viện căng mắt nhìn Hàn Lập, nói ra, cô gái này thấy lão giả đen kịt giả trang Bạch Tùng Thạch bị đánh chết tại chỗ, thần sắc trên mặt nhất thời khôi phục không ít, thở dài một hơi, cả khi thấy Ma Quang đột nhiên xuất hiện, cũng không có lộ ra chút khiếp đảm nào. Bạch đạo hữu không nên hiểu lầm, đồ đạc Bạch gia các ngươi, lệ mỗ sẽ không di chuyển mảy may. Chỉ là tên đó là vực ngoại thiên ma chắc hẳn là có một ít ma khế thạch. Vật đó đối với ta rất trọng yếu, mong Bạch đạo hữu để ý một chút. Nếu như trong vòng tay có chứa thứ đó, lệ mỗ nguyện ý dùng linh thạch mua lại. Hàn Lập hơi ngẩn ra, mở miệng nói. Bạch Tố Viện nghe nói thế, lúc này trên mặt mới nở nụ cười, gật đầu, phóng thần thức vào vòng tay màu đen. Có phải thứ này không? Sau một lúc lâu, nàng vung tay lên, trong tay nàng xuất hiện một hòn đá màu đen nhánh, có sương mù màu đen lượn quanh, tản mát ra khí thức quỷ dị. Sau khi Hàn Lập câu thông thần hồn với ma quang, biết là đúng thì nói, không biết bên trong có bao nhiêu viên. Ta cần toàn bộ, chờ ta đếm một chút, tổng cộng 20 viên. Bạch Tố Viện nói, Lệ Mỗ lấy 20 khối linh thạch cực phẩm trao đổi những viên ma khế thạch này. Chắc là đủ chứ? Hàn Lập lật tay lấy ra 20 khối linh thạch cực phẩm, nói. Không, Bạch Tố Viện lập tức lắc đầu, đáp, Bạch đạo hữu chê ít. Hàn Lập nhíu mày lại, với thân phận tiền bối đương nhiên sẽ không chiếm tiện nghi với tiểu nữ ở mấy thứ này. Huống hồ một khối linh thạch cực phẩm ở Bách Hữu Quốc chúng ta ít nhất là tương đương với 100 khối linh thạch thượng phẩm. Dù là Bạch Gia ở thời kỳ cường thịnh thì một năm ta cũng chỉ được cung phụng 3 khối linh thạch thượng phẩm mà thôi, đấy còn là do ta được lão tổ quan tâm sâu sắc. Bạch Tố Viện lắc đầu lần nữa, rồi nói, Bạch đạo hữu muốn gì? Hàn Lập không nói thêm gì, vừa thu lại linh thạch trong tay, vừa hỏi. Ta muốn Lệ tiền bối đáp ứng tiểu nữ một điều thỉnh cầu. Bạch Tố Viện mỉm cười, giơ ngón tay trắng nõn ra dấu chữ nhất. Thỉnh cầu, Hàn Lập nhìn Bạch Tố Viện trước mắt, phảng phất như đánh giá nàng lại một lần nữa. Hắn mơ hồ cảm thấy, sau khi thiên ma bị diệt trừ, cô gái này đột nhiên như là biến thành một người khác, toát ra cảm giác tinh danh cổ quái. Không sai, còn là thỉnh cầu gì thì hiện tại tiểu nữ vẫn chưa nghĩ ra. Nhưng tiền bối cứ việc yên tâm, điều tiểu nữ thỉnh cầu tuyệt đối sẽ không vượt quá năng lực tiền bối có thể đạt được, đồng thời sẽ không có nguy hiểm gì. Chỉ là một thỉnh cầu nho nhỏ mà thôi. Bạch Tố Viện rất nghiêm túc gật đầu, rồi nói, được rồi, nhưng ta cũng chỉ cho ngươi 3 ngày suy nghĩ, sau đó thì thôi. Hàn Lập hơi trầm ngâm nhưng vẫn đáp ứng. Đồng ý, Bạch Tố Viện nở nụ cười xinh đẹp, vung một tay lên ném cái túi nhỏ cho Hàn Lập. Ta đã hoàn thành nhiệm vụ ngươi ủy thác, đưa cho ta thù lao ước định đi chứ. Hàn Lập thu cái túi vào, rồi nói, nơi này vừa mới xảy ra hỗn loạn không nhỏ, chúng ta vẫn cần sớm rời khỏi, rồi nói sau. Tiền bối yên tâm, nếu hoàn thành nhiệm vụ mà không đưa thù lao, thì dù tiền bối không tính toán với tiểu nữ thì Vô Thường Minh cũng sẽ không bỏ qua cho tiểu nữ đâu. Bạch Tố Viện nói, rồi nháy mắt với Hàn Lập một cái. Ngay sau đó, nàng cũng không đợi Hàn Lập đáp lại, thân hình hóa thành một đạo bạch quang, bay về phía xa. Hàn Lập nghe vậy, cũng không nói gì nhiều, cũng độn quang đi theo. Không bao lâu, hai người đã ở cách ngọn Thái Nga mấy ngàn dặm, rồi hạ xuống một sườn núi xanh ngắt. Nơi này không gian tĩnh mịch, chân núi có một con sông dài màu trắng, khe suối chảy quanh núi, khiến người nhìn bỗng nhiên có cảm giác vui vẻ thoải mái. Trên sườn núi có một phần mộ, trên bia mộ là một tảng đá cũ kỹ có khắc vài ký tự mơ hồ, nhìn không rõ lắm, nhưng vẫn còn có thể phân biệt được chữ viết. Thân hình Bạch Tố Viện hạ xuống trên đất trống phía trước phần mộ, nhìn bia mộ, trong đôi mắt sáng hiện ra giọt nước mắt long lanh, chậm rãi quỳ xuống trước bia mộ. Ra ra, tên ma đầu kia rốt cuộc đã chết, người trên trời có linh thiêng đã cũng có thể. Thanh âm Bạch Tố Viện có chút nghẹn ngào, đôi vai thon gầy khẽ run rẩy. Hàn Lập thấy vậy, cũng không mở miệng thúc giục, xoay người nhìn ra phía ngoài núi. Từ phía sau tiếng khóc đứt quãng không ngừng truyền đến, qua một đoạn thời gian mới chậm rãi dừng lại. Tiền bối, trong chốc lát không kềm chế được nỗi lòng, làm cho người chê cười. Bạch Tố Viện đi tới, nhẹ giọng nói, Bạch đạo hữu nói sai rồi, là chuyện thường tình của con người, sao lại chê cười. Nhưng người đã mất, cũng không nên quá thương tâm. Hàn Lập xoay người lại, dùng giọng nói nhàn nhạt an ủi. Vành mắt thiếu nữ trước mắt vẫn còn có chút ửng đỏ, khóe mắt mơ hồ còn lưu lại một chút long lanh, phảng phất như giọt sương trên mặt cánh hoa. Bất kể là thần tình hay là hơi thở đều không có chút nào giả dối. Mặc dù Hàn Lập vẫn chưa thực sự vì đó mà rung động, nhưng hắn cũng không phải là sắt đá, tự nhiên cũng nói một vài lời an ủi. Đa tạ tiền bối, Bạch Tố Viện chậm rãi, thở dài một tiếng, lật tay lấy ra một cái lệnh bài màu xanh lớn chừng bàn tay. Một mặt lệnh bài viết 2 chữ Trúc Long, một mặt khác là hình một con quái long thân dài, có 2 cánh, trên đầu mọc một cái sừng. Hàn Lập thấy vậy thì hai mắt sáng ngời, nhìn vào lệnh bài. Đây là Trúc Long lệnh vang danh nước tiếng, tiền bối cũng không phải xuất thân từ Đại Lục Cổ Vân cho nên có khả năng không rõ lắm. Trúc Long đạo thu người nhập môn đưa ra yêu cầu cực nghiêm, không những phải là tư chất tuyệt hảo mà còn phải có lý lịch trong sạch. Dù có yêu cầu đó nhưng nhờ lệnh bài này có thể làm cho một người dù có tư chất giới hạn, vẫn có thể trực tiếp bái nhập nội môn Trúc Long đạo. Năm đó Bạch Gia lão tổ vì Trúc Long đạo mà lập được một công lớn, nhưng cũng chỉ được ban thưởng một cái lệnh bài mà thôi. Bạch Tố Viện nhẹ giọng nói, tay ngọc nhẹ nhàng xoa lên trên lệnh bài. Thì ra là thế, vật ấy thật chân quý. Hàn Lập gật đầu, sau khi Gia Gia mất đi, ta vốn đã định dùng vật này bái nhập Trúc Long Đạo. Nhưng đúng là vẫn không cách nào buông bỏ cừu hận trong lòng nên lúc đó mới ban bố nhiệm vụ, lấy lệnh bài này làm phần thưởng. Bạch Tố Viện khẽ thở dài một hơi, đưa lệnh bài màu xanh tới trước người Hàn Lập. Hàn Lập nhìn thiếu nữ mềm yếu trước mắt, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng bất quá vẫn tự tay nhận lấy đưa lệnh bài. Tiền bối, lúc trước người bằng lòng để tiểu nữ thỉnh cầu. Chắc là còn giữ lời chứ? Bạch Tố Viện đột nhiên giơ một ngón tay lên nói. Bạch Đạo Hữu đã nghĩ ra chưa? Trong lòng Hàn Lập hơi động, hỏi. Ta và những người khác của Bạch Gia không có nhiều tình cảm. Bởi vì sự tình trước kia ngược lại còn có chút hiểu lầm nên nơi này không thể ở lâu. Dù là không có Trúc Long Lệnh, ta vẫn có ý định đi Trúc Long Đạo, biết đâu có chút tiên duyên. Mục đích tiền bối là đạt được Trúc Long Lệnh, tất nhiên là có ý gia nhập vào Trúc Long Đạo. Vì vậy muốn xin tiền bối dẫn tiểu nữ đi theo. Bạch Tố Viện nói như thế. Hàn Lập nghe vậy hơi ngẩn ra, dường như không ngờ tới đối phương lại có ý này. Diện tích Đại Lục Cổ Vân cực kỳ lớn. Từ nơi này đi Trúc Long Đạo ở dãy núi Trung Minh còn cách không biết bao nhiêu vạn dặm, ven đường mặc dù không giống như Đại Lục Hoang Lan khắp nơi đều là vùng man hoang nguy hiểm nhưng tuyệt cũng không phải là một con đường bằng phẳng. Bất kể nói thế nào, cùng với cô gái có tu vi hóa thần kỳ này, muốn đạt được an toàn thì mạo hiểm tuyệt đối không nhỏ. Trên đường bất luận có nguy hiểm gì đều có thể dẫn đến mất mạng. Xem ra cô nàng này nhìn như yếu đuối nhưng tâm tư lại có chút khôn khéo, trong tình huống này, hắn cũng khó mà cự tuyệt. Nếu như Bạch Đạo Hữu đã nghĩ kỹ, Lệ Mỗ có thể dẫn ngươi một đoạn đường, nhưng một khi tới dãy núi Trung Minh, thỉnh cầu coi như hoàn thành. Sau một lát tự đánh giá, Hàn Lập nói, thật sao, vô cùng đa tạ người, chỉ cần tiền bối có thể dẫn ta tới đó, những chuyện khác tuyệt không dám làm phiền tiền bối. Trên mặt Bạch Tố Viện nhất thời hiện ra nụ cười rạng rỡ. Hàn Lập nghe vậy, cũng không nói gì thêm nữa, phất tay xuất ra một cái thoi ngọc màu trắng có hình phi điểu, rồi nhẹ nhàng bay lên. Vật này hắn tìm được từ trong pháp khí chứa đồ của Phương Bàn, là một kiện linh bảo cực phẩm, sắp xỉ đạt tới tiên khí. Bạch Tố Viện thấy vậy, cũng liền vội vàng bay tới, ngồi xuống một chỗ sát thành thoi ngọc, thu hồi nụ cười trên mặt, hơi trịnh trọng nói, tiền bối, ơn cứu trợ hôm này, tiểu nữ khắc cốt ghi tâm. Hàn Lập không nói gì, vung ra đạo pháp quyết, thoi ngọc tỏa ra ánh sáng màu trắng sáng lạng, hóa thành một bóng trắng hình phi điểu, bay nhanh tới phía xa. Chương 185, mới đến Trúc Long Đạo. Dãy núi Trung Minh ở vị trí linh mạch của đại lục nên ẩn chứa linh khí thiên địa vô cùng nhiều. Vì vậy, khí hậu nơi này mặc dù tương đối lạnh lẽo thế nhưng cây cỏ vẫn sum xuê, tươi tốt, tràn đầy sức sống. Ở sâu trong dãy núi, linh thú thiên cầm đếm không hết mà linh thảo linh dược sinh trưởng cũng không ít. Cả dãy núi liên miên không biết bao nhiêu vạn dặm, kéo dài hầu như cả một nửa Đại Lục Cổ Vân, thế núi phần lớn hùng vĩ cao vút, sông thẳng lên trời. Phía bên ngoài thì quanh năm được sương mù màu xanh bao phủ khiến đỉnh núi như ẩn như hiện càng thêm vẻ thần bí. Quanh năm ở các nơi trong dãy núi này phát sinh ra một vài kêu kỳ quái giống như tiếng chuông vang. Bởi vậy mà dãy núi này mới có tên là Trung Minh. Tục truyền rằng, tiếng vang kỳ quái này chính là do địa hình đặc biệt dưới ngọn núi, là do rung động của vỏ trái đất. Dãy núi Trung Minh tuy nổi danh thế nhưng Trúc Long Đạo chiếm giữ nơi này có danh tiếng càng thêm vang xa, tiếng tăm lừng lẫy ở cả Bắc Hàn Tiên Vực to lớn. Trúc Long Đạo có lịch sử lâu đời, là một trong các môn phái cổ xưa nhất Bắc Hàn Tiên Vực. Tổ sư khai phái là Trúc Long chân nhân, từ khi lập phái đến nay, Trúc Long Đạo vẫn là đệ nhất môn phái, hùng cứ Đại Lục Cổ Vân, đến bây giờ càng phát triển lớn mạnh, thế lực trải rộng toàn bộ Đại Lục Cổ Vân, đệ tử anh kiệt trong phái nhiều vô số. Ở toàn bộ Bắc Hàn Tiên Vực cũng được bài danh trước mấy tông môn siêu cấp. Tại một nơi thuộc dãy núi Trung Minh, một đỉnh núi đứng sừng sững gần ranh giới dãy núi. Ngọn núi này cao vút tới mây. Giữa sườn núi có một mảnh đất bằng phẳng bao la, được kiến tạo thành một sân bạch ngọc vô cùng rộng lớn. Từng tòa kiến trúc cao lớn ở đây đều lấy màu trắng làm chủ đạo, chiếu lấp lánh khiến cho ở ngoài trăm dặm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Đây là sơn môn để xử lý việc bên ngoài của Trúc Long Đạo, xưa nay được dùng làm nơi tiếp đãi phóng khách. Những địa điểm như vậy có khoảng mấy chục chỗ nằm ở dãy núi Trung Minh. Đây cũng chỉ là một biện pháp bởi vì danh khí Trúc Long Đạo quá lớn nên có quá nhiều người đến bái phỏng. Lúc này, mấy đệ tử Trúc Long Đạo mặc trường bào màu trắng, đứng ở bên trong đình tiếp khách trên quảng trường, đang tán gẫu với nhau. Những người này có tu vi không kém, đều trên dưới hóa thần kỳ. Trên tay áo mỗi người cũng đều thêu đồ án quái long thân dài, hai cánh, một sừng. Đã nhiều ngày qua, có bao nhiêu lượt phóng khách rồi? Một tên thanh niên cao gầy cười nói, đã có 25 lượt rồi, cũng không có cách nào, ai bảo danh khí Trúc Long Đạo chúng ta quá lớn. Nam tử hơi mập bên cạnh cười nói ha hả. Mặt toát lên vẻ tự hào. Việc tiếp khách này thực sự là buồn chán. Hy vọng thời gian trôi qua nhanh. Một thiếu nữ tóc tím, dung mạo xinh đẹp, vóc dáng yểu điệu, có chút bất mãn nói. Tu vi Ngân sư muội đã đến hóa thần đỉnh phong, tiếp theo sẽ trùng kích luyện hư. Trước mắt lại ở nơi này thay phiên công việc, quả thực bất tiện. Không biết sư muội chuẩn bị đến đâu rồi? Thanh niên cao gầy cười ha ha, hỏi. Đã chuẩn bị được một chút rồi, nhưng chỉ nắm chắc khoảng 3 phần thôi. Thiếu nữ tóc tím nhíu nhíu mày, nói. Sư muội có chỗ không biết, tiếp khách cũng có lợi. Nếu có thể gặp một vài cao nhân tiền bối, chỉ cần hầu hạ chu đáo thì có khi họ hào phóng xuất thủ, nói không chừng còn ban thưởng một ít linh thạch. Nhất là sư muội có tướng mạo xinh đẹp như vậy, cơ hội đạt được so với nam nhân chúng ta còn lớn hơn. Nam tử hơi mập cười nói. Thật không? Nhãn tình thiếu nữ tóc tím sáng lên. Vào thời khắc này, ở ngoài dãy núi Trung Minh, phía chân trời xa xa hiện ra một điểm bạch quang, vô cùng nhanh chóng bay vụt đến, là một đạo độn quang. Trong chớp mắt đến gần dãy núi, một cái thoi ngọc màu trắng hiện ra. Hai người, một nam một nữ, đứng ở trên thoi ngọc. Nam là một người đàn ông trung niên da mặt vàng, nữ là một thiếu nữ xuân xanh, váy dài màu trắng tuyết, dung mạo tuyệt mỹ. Hai người này chính là Hàn Lập và Bạch Tố Viện. Sau mấy năm, rốt cuộc họ đã bay tới nơi này. Nơi này chính là dãy núi Trung Minh, linh khí thiên địa thật là nồng đậm. Hàn Lập nhìn dãy núi trước mắt, gật đầu. Trong mắt Bạch Tố Viện hiện ra vẻ mơ mộng, mơ hồ có chút kích động. Nàng hít sâu một hơi, rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Hàn Lập không lập tức hạ xuống, mặt lộ vẻ trầm ngâm. Tuy là Bạch Tố Viện nói Trúc Long Lệnh là có thể gia nhập nội môn Trúc Long Đạo, nhưng nếu như muốn sử dụng Trúc Long Lệnh ổn thỏa, thì cần phải đánh giá tỉ mỉ, không thể hành sự qua loa được. Biện pháp tốt là có thể nhờ một người bên trong Trúc Long Đạo giúp đỡ dẫn tiến. Mặc dù Hàn Lập không biết gì về Trúc Long Đạo nhưng việc này cũng không phải là quá khó, chỉ cần bỏ chút thời gian tìm cách. Nếu như Lệ tiền bối đang suy nghĩ kết giao cùng môn nhân Trúc Long Đạo như thế nào thì việc này tiểu nữ lại có thể vì người mà giải quyết. Bạch Tố Viện nhanh nhạy nói, ngươi có biện pháp gì? Nói ta nghe một chút. Hàn Lập nhìn cô gái này, nói, đối với việc nữ nhân này đoán đúng tâm tư của mình, hắn lại không lộ ra vẻ gì ngoài ý muốn. Kết bạn đồng hành mấy năm nay, bây giờ hắn càng hiểu Bạch Tố Viện hơn. Mặc dù, cô gái này có tu vi không cao nhưng tâm tư cẩn thận, thông tuệ dị thường, chỉ cần nghe qua 1-2 câu hay nhìn thái độ là không ít lần đã có thể đoán đúng ý của hắn rồi. Thế cho nên sau thời gian 2-3 năm đi cùng, hắn càng ít nói với cô gái này hơn. Kỳ thực cũng không có gì. Năm đó, lão tổ Bạch Gia có một bạn thân ở Trúc Long Đạo tên là Kỳ Lương, cũng là trưởng lão nội môn. Lão tổ từng nhắn lại, nếu sau này có người Bạch Gia bái nhập Trúc Long Đạo, thì có thể tìm người này che chở một chút. Mặc dù bây giờ vật đổi sao rời, không biết còn có thể dựa vào Kỳ Lương năm đó hay không, nhưng cầu kiến y một chút hẳn là không có vấn đề gì. Bạch Tố Viện chậm rãi nói, vậy là tốt rồi, việc này làm phiền ngươi. Hàn Lập gật đầu nói, Lệ tiền bối chê cười rồi. Dọc đường được người chiếu cố, những chuyện nhỏ nhặt này tự nhiên ta phải tận tâm, chỉ có điều. Bạch Tố Viện mỉm cười nói, xong muốn nói lại thôi. Chỉ có gì? Hàn Lập hỏi, xin thứ cho tiểu nữ lắm lời, dung mạo của người lúc này hẳn không phải là gương mặt thật. Bạch Tố Viện trần chờ một chút, rồi nói, Bạch đạo hữu nói thế có ý gì? Thần sắc Hàn Lập không đổi, hỏi ngược lại, mấy năm nay ở chung cùng tiền bối, đối với tính cách tiền bối, tiểu nữ cũng biết một chút. Ở những phương diện khác tiền bối đều hành sự cẩn thận không gì sánh được, nhưng duy chỉ có về mặt dung mạo cũng không tận lực ẩn giấu, hành sự như vậy tự nhiên không phải dùng dung mạo thật. Hơn nữa, tiểu nữ coi như là người của Vô Thường Minh, đối với tác phong làm việc của người trong Minh cũng coi như hiểu rõ. Cái mặt nạ này chuyên dùng nhất trong việc thay đổi bộ mặt. Bạch Tố Viện khẽ cười một tiếng, không nhanh không chậm nói ra. Điểm nhỏ này quả nhiên không gạt được ngươi, Bạch đạo hữu thật là huệ chất lan tâm, Lệ mỗ bội phục. Hàn Lập cười nhẹ nói, tiền bối quá khen, nếu không ở bên người lâu như vậy, vãn bối cũng tuyệt khó nhìn ra điểm này. Nhưng nếu muốn gia nhập Trúc Long Đạo, che giấu như vậy là tuyệt đối không thể. Mặt nạ Vô Thường Minh tuy là tinh diệu nhưng theo lời đồn thì Trúc Long Đạo có 13 đạo chủ cấp kim tiên danh tiếng tỏa chấn. Có người nói đạo chủ hàng đầu là một kim tiên đại viên mãn, theo tin đồn thì chỉ kém một bước nữa là đạt tới cảnh giới Thái Ất Ngọc Tiên. Phép thuật Vô Thường Minh tinh diệu nhưng chưa chắc có thể giấu giếm được họ. Một khi bị phát hiện giở trò, đừng nói nhập môn, chỉ sợ rằng còn có thể bị coi là thám tử phe đối địch mà xử trí. Bạch Tố Viện nghiêm túc nói. Hàn Lập trầm mặc một chút, gật đầu, bấm tay niệm thần chú, ánh sáng nhạt lóe lên trên người, khôi phục dung mạo vốn có. Đôi mắt đẹp của Bạch Tố Viện nhìn lên dung mạo bình thường, hơi ngăm đen của Hàn Lập, khóe miệng hơi nhếch, lập tức thu hồi ánh mắt. Hàn Lập đạp chân xuống, phi toa màu trắng tiếp tục bay về phía trước, rất nhanh tới trước ngọn núi lớn, hạ xuống quảng trường Bạch Ngọc. Đợi sau khi Bạch Tố Viện phi thân xuống, Hàn Lập thu hồi thoi ngọc, đứng kề vai cùng cô gái này ở trên quảng trường. Hoan nghênh hai vị đi tới Trúc Long Đạo, không biết vì chuyện gì, mấy đệ tử tiếp khách sau khi nhìn thấy người tới từ xa, đã ngừng nói chuyện phiếm, lúc này vội vàng tiến lên đón tiếp. Ánh mắt những đệ tử này nhìn trên thân Hàn Lập thêm vài lần, hiển nhiên nhìn thấu tu vi Hàn Lập không thấp. Nhưng tất cả mọi người đều nở nụ cười, thần thái không kiêu ngạo không xiểm nịnh, không thể hiện tư thế tự ti khi đối mặt cao nhân tiền bối. Hai người chúng ta tới đây dự định bái kiến trưởng lão Kỳ Lương của quý phái. Không biết Kỳ trưởng lão có ở bên trong môn phái không? Hàn Lập nói, trên người toát ra một tia khí tức to lớn của chân tiên. Tâm thần mấy người rung mạnh, nhưng sau một khắc luồng uy áp đáng sợ này liền tan biến không còn dấu tích. Mong mấy vị thông báo một chút, Hàn Lập búng ngón tay, bắn ra mấy quả đan dược chân phẩm hóa thần kỳ về phía trước người mấy người kia. Những đan dược này là Hàn Lập lấy ra trong vòng tay chữ vật của một vài tên quỷ xui xẻo nào, bên ngoài thì có vẻ là không có ích gì nhưng bây giờ lại đúng là của người phúc ta. Mấy người thu hồi đan dược, thần thức đảo qua đảo lại, nhất thời không cách nào bảo trì trấn định nữa, lộ ra vẻ mặt vô cùng mừng rỡ. Những thứ này đối với Hàn Lập mà nói là đan dược không có giá trị gì nhưng đối với những đệ tử này mà nói lại chính xác là báu vật vô giá. Đừng nói là một viên đan dược thích hợp dùng cho hóa thần kỳ, dù là đan dược thích hợp dùng cho nguyên anh kỳ thì nếu như lấy được mang ra phường thị đổi thành linh thạch cũng có thể mua được đồ thiết yếu cho phục vụ cho thời gian tu luyện rồi. Tiền bối quá khách khí, trưởng lão Kỳ Lương chính là chấp sự của Điện Thiên Tinh, quanh năm đều ở trong môn. Không biết cao tính đại danh của tiền bối hoặc có thể có tín vật gì để cho chúng ta chuyển giao. Thanh niên cao gầy phía đối diện hơi rụt rè, chắp tay cung kính nói. Lệ Phi Vũ, vị này là Bạch Tố Viện, còn tín vật. Hàn Lập nói xong, rồi nhìn về phía Bạch Tố Viện. Vị sư huynh này, mời chuyển giao vật này cho trưởng lão Kỳ Lương thì Kỳ trưởng lão hẳn sẽ biết rõ thân phận của chúng ta. Bạch Tố Viện lấy ra một cái vòng ngọc khuyết có hình bán nguyệt màu đỏ đưa tới trước người thanh niên cao gầy. Hóa ra là Lệ tiền bối, vãn bối sẽ đi thông báo với trưởng lão Kỳ Lương ngay. Chẳng qua nếu Kỳ trưởng lão nhìn vật mà không biết là ai thì chúng ta cũng không thể can thiệp được. Xin tiền bối thứ lỗi, thanh niên cao gầy tiếp nhận vòng ngọc khuyết màu đỏ, nói. Điều này là đương nhiên, Hàn Lập gật đầu một cái, nói. Thanh niên cao gầy cáo lỗi một tiếng, bước nhanh về một phía của cung điện. Mời Lệ tiền bối và Bạch đạo hữu đến thiền điện nghỉ ngơi một chút. Gã nam tử hơi mập khác cung kính nói, gã đi trước dẫn đường, dẫn Hàn Lập và Bạch Tố Viện tới một tòa lầu các khác xây ở giữa lưng núi. Nơi này thấp thoáng ở bên trong rừng trúc, ánh mặt trời rực rỡ từ trên cao chiếu nghiêng qua các lá trúc, chiếu xuống tòa lầu các tạo thành hoa văn hết sức đẹp mắt. Nhưng bên trong lầu các thì thanh tịnh, râm mát, trang trí tao nhã, bàn ghế đều cực kỳ lịch sự khiến ai nhìn thấy cũng hài lòng, thoải mái. Hai vị ở chỗ này trong chốc lát, trưởng lão Kỳ Lương là trưởng lão nội môn, phải cần chút thời gian mới có thể chạy tới gặp được. Nam tử hơi mập áy náy nói, nhanh chóng dâng lên hai chén linh trà. Hàn Lập gật đầu, không có đụng linh trà nhưng Bạch Tố Viện đối với trà đạo cảm thấy khá hứng thú, tinh tế nhâm nhi thưởng thức. Nam tử hơi mập cũng không hề rời đi, mà ở một bên hầu hạ. Gần nửa ngày sau, Hàn Lập lẳng lặng ngồi, cũng không có sốt ruột chút nào, ý niệm trong đầu dâng lên cuồn cuộn. Những năm gần đây, một mặt hắn bay đến đây, một mặt hắn âm thầm thi pháp cảm ứng Thanh Trúc Phong Vân Kiếm và Giải Đạo Nhân. Điều làm cho hắn vui mừng chính là càng đến gần dãy núi Trung Minh, cảm ứng mơ hồ này càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn. Xem ra Thanh Trúc Phong Vân Kiếm và Giải Đạo Nhân có đến 89 phần 10 ở cùng dãy núi Trung Minh này. Mà muốn tìm hai kiện bảo vật bị mất, chỉ có tiến vào Trúc Long Đạo trước, còn lại thì tính toán sau. Chương 186, dự định. Lại nói tiếp, Hàn Lập vốn không có ý tưởng gì đặc biệt với Trúc Long Đạo. Mục đích của hắn tới đây chủ yếu vẫn là tìm bảo vật đã mất, thuận tiện biết một vài điển tịch trong tông này có ghi lại pháp tắc thời gian, từ đó xem có thể thấy được một vài chỗ nào đó để tham khảo hay không. Tuy là bây giờ hắn thông qua bình trưởng thiên ngưng luyện tinh hạt cũng ẩn chứa một tia pháp tắc thời gian nhưng hiện nay cũng chỉ có thể thông qua tinh hạt tìm hiểu vì chỉ có hóa thân địa trích mới có khả năng cô động trọng thủy. Trừ vật đó ra, hắn cũng không còn cách nào tìm hiểu thêm nữa. Pháp tắc thời gian được xưng là một trong ba đại pháp tắc chí tôn. Chỗ huyền diệu bên trong mỗi loại nếu như không có ngày gặp vận may lớn mà chỉ bằng vào tư chất của mình muốn tìm hiểu ra vấn đề thì thực sự có chút si tâm vọng tưởng. Đối với pháp tắc thời gian, tông môn này không những đã nghiên cứu mấy ngàn vạn năm, thậm chí hàng triệu năm, mà trong đó còn có đủ hạng người thiên tư chắc tuyệt nên sẽ có không ít tâm đắc. Đương nhiên, nếu như thực sự vô duyên tìm hiểu ngọn ngành, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Thời gian quý giá, chính hắn không thể lãng phí hơn. Bắc Hàn Tiên vực lớn như vậy, hắn sẽ luôn có cơ hội tìm được những pháp tắc khác. Nhưng trên đường tới Trúc Long Đạo, hắn từng nói xa nói gần hỏi han được một ít tin tức từ Bạch Tố Viện, cộng thêm chính hắn trước đây thu thập được một ít tư liệu nên suy nghĩ ở trên đã có không ít thay đổi. Trúc Long Đạo có lịch sử lâu đời, nội tình thâm hậu. Bên trong cánh cửa có vô số điển tịch tiên gia cao cấp, nhưng mấu chốt nhất là môn phái này đối với tu sĩ bên ngoài không hề có bài xích. Tuy là tán tu như Hàn Lập muốn gia nhập Trúc Long Đạo rất khó, thế nhưng một khi được gia nhập vào, tông này sẽ không quá ràng buộc với những người như hắn, cho tương đối tự do. Điểm này làm cho Hàn Lập có chút tâm động, hắn đã trở về tiên giới được một thời gian, ngoại trừ mấy năm đầu, lúc ở Hải Vực Hắc Phong nghiên cứu cách phá giải xiềng xích, thời gian còn lại một mực chạy ngược chạy xuôi nên căn bản cũng không có thời gian tu luyện tốt được. Tuy là Hải Vực Hắc Phong bình yên, nhưng mà tài nguyên nơi đó thực sự quá cằn cỗi, thiếu thốn, đến một quyển điển tịch tiên gia cao cấp cũng không có. Trúc Long Đạo nơi đây thì không những có các loại tài nguyên tu luyện, mà còn không hạn chế hành động của hắn một cách thái quá. Xem ra chỗ này có thể tạm thời là một chỗ lý tưởng để ổn định lại. Trước đây, hắn dựa vào thân phận huyền tiên, cộng thêm có một ít cơ duyên xảo hợp dưới hạ giới tu luyện thành công các loại thủ đoạn như Phạm Thánh Chân Ma Công, tự vấn bản thân dù có gặp một vài tên tán tiên sơ, trung kỳ cũng vẫn có thể ứng phó. Nhưng nếu một ngày gặp phải chân tiên thông hiểu pháp tác lực, có thể khiến hắn có chút không đủ khả năng đối phó rồi. Dù sao thì không phải là lần nào cũng có thể gặp vận khí tốt như lúc đối phó Phương Bàn. Tuy chân tiên nhìn như là có thọ nguyên vô cùng tận nhưng cũng không phải là không tới lúc vẫn lạc. Tối thiểu một ít tu sĩ chân tiên nếu như gặp hoàn cảnh đó cũng biết sẽ hồn phi phách tán, hàng vạn hàng nghìn năm khổ tu hóa thành mây khói. Thực lực, chỉ có thực lực cường đại mới là chỗ dựa của mình ở tiên giới. Bây giờ ngay cả một bộ công pháp tiên gia thích hợp hắn cũng không có, thì cũng chỉ ở chân tiên cảnh sơ kỳ như cũ mà thôi. Đang lúc ý niệm trong đầu Hàn Lập chuyển động, tự đánh giá, tính toán tương lai thì một loạt tiếng bước chân từ bên ngoài chuyển đến, làm cho hắn lập tức mở mắt, nhìn về phía âm thanh phát ra. Chỉ thấy thanh niên cao gầy đang cùng một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi đi đến. Người này cũng mặc trường bào màu trắng, mặt chữ điền nghiêm trang, ngũ quan tuy bình thường nhưng hai con mắt lấp lánh hữu thần, tạo ra cảm giác không giận mà uy, đặc biệt là khí tức trên người rất mạnh mẽ, hiển nhiên là một gã tu sĩ chân tiên kỳ, hơn nữa tiên linh lực cực kỳ tinh thuần. Hàn Lập đứng lên, Bạch Tố Viện cũng vội vàng đứng lên theo. Nam tử mặt chữ điền đang cầm cái vòng ngọc khuyết màu đỏ trong tay, quan sát hai người trong phòng. Ánh mắt gã dừng lại trên thân Hàn Lập lâu hơn một chút, rồi gã nói, tại hạ Kỳ Lương, không biết nhị vị cùng trưởng lão Bạch Phụng Nghĩa có quan hệ như thế nào mà lại có tín vật của lão ta. Bẩm tiền bối, Bạch Phụng Nghĩa chính là lão gia tổ vãn bối. Vãn bối Bạch Tố Viện là tôn đời sau của lão gia tổ. Bạch Tố Viện bước tới vén áo thi lễ với Kỳ Lương, rồi nói. A-hát, hóa ra là hậu nhân Bạch huynh, vị lệ đạo hữu này là... Kỳ Lương vừa gật đầu, vừa nhìn về phía Hàn Lập. Tại hạ là tán tu, cùng Bạch đạo hữu đi tới Trúc Long Đạo. Hôm nay có may mắn kết bạn với Kỳ đạo hữu, rất là vinh hạnh. Hàn Lập mỉm cười, thi lễ một cái. Lệ đạo hữu khách khí, nhị vị ngồi xuống trước rồi hãy nói. Kỳ Lương đáp lễ lại, cười nói. Thanh niên cao gầy một lần nữa mang lên linh trà cho ba người, rồi rất nhanh khom người lui ra ngoài. Tố Viện hiền chất, không biết Bạch huynh lúc này ở nơi nào, vẫn mạnh khỏe chứ? Nếu ta nhớ không lầm, lão ấy đã rời khỏi tông môn đến nay đã mấy nghìn năm, đến giờ vẫn không có tin tức, Kỳ mỗ rất quan tâm. Kỳ Lương hỏi Bạch Tố Viện, không dối gạt tiền bối, sau khi lão gia tổ rời khỏi Bạch gia từ mấy ngàn năm trước thì sau đó cũng không có tin tức gì truyền lại. Không biết lúc này lão gia tổ ở chỗ nào, có bình an hay không? Thần sắc Bạch Tố Viện buồn bã, thấp giọng nói, Bạch huynh chưa trở về gia tộc. Kỳ Lương nghe vậy lại tựa như có chút kinh ngạc, nét mặt lập tức hiện lên vẻ trầm ngâm. Không biết tiền bối có biết gia tổ lần cuối cùng rời khỏi tông môn rốt cuộc là vì chuyện gì? Bạch Tố Viện thấy vậy, vội hỏi, năm đó Bạch huynh rời khỏi tông môn dường như là đi chấp hành một nhiệm vụ gì đó. Hiền chất, người cũng không cần phải lo lắng, nguyên thần đèn của Bạch huynh bên trong tông cũng chưa tắt, có lẽ là có chuyện quan trọng bên ngoài nên chậm trễ. Mấy ngàn năm thiên niên tuế nguyệt với bọn ta mà nói cũng không dài lắm. Nói không chừng qua một chút thời gian, lão ta sẽ trở về thôi. Kỳ Lương có chút tránh né chủ đề này, cũng không trả lời, sau cùng an ủi một câu. Là như thế phải không? Thật tốt quá, Bạch Tố Viện nghe vậy mừng rỡ vô cùng, trong con ngươi xinh đẹp hiện ra vẻ kích động. Từ đầu đến cuối Hàn Lập ngồi ngay ngắn một bên, lẳng lặng nhìn hai người nói chuyện, không có lên tiếng quấy rầy. Tố Viện hiền chất, còn vị lệ đạo hữu này, hai người lần này đến Trúc Long Đạo không biết có chuyện gì. Sau khi tán gẫu xong, thần tình Kỳ Lương trở nên nghiêm túc, nhìn hai người Hàn Lập, mở miệng hỏi. Bạch Tố Viện cùng Hàn Lập thoáng nhìn nhau, con mắt Hàn Lập khẽ hướng lên, ý bảo nàng nói trước. Uy danh Trúc Long Đạo hiển hách, vãn bối từ thuở nhỏ đã vô cùng kính ngưỡng. Lần này mặt dày đến đây bái kiến là muốn bái nhập Trúc Long Đạo để tu luyện. Vãn bối biết hiện tại cũng không phải là thời điểm Trúc Long Đạo thu thập đệ tử rộng rãi, nên không biết có thể phiền kỳ tiền bối thay mặt đề cử hay không. Những lễ vật này xem như là một điểm tâm ý của vãn bối. Xin tiền bối vui lòng nhận cho. Bạch Tố Viện đứng lên, làm một đại lễ, lập tức lấy ra một cái pháp khí chứa đồ, đang định nâng tới bàn bên cạnh Kỳ Lương. Lời hiền chất sai rồi, ta và Bạch huynh chính là bạn tri kỷ, giúp đỡ chút ít việc như thế không cần lễ vật gì, mau mau thu lại. Sắc mặt Kỳ Lương trầm xuống mắng, vung tay phóng ra một luồng lực vô hình, nâng thân thể Bạch Tố Viện lên. Như vậy, làm phiền kỳ tiền bối. Đôi mắt Bạch Tố Viện nhanh nhạy lóe lên, cũng không có kiên trì, xuôi nước đẩy thuyền mà thu hồi pháp khí chứa đổ lại. Thay mặt đề cử thì cũng chẳng có gì, bất quá điều kiện thu nhận đệ tử của Trúc Long Đạo rất khắt khe. Nếu tư chất ngươi không tốt, ta cũng không có cách nào. Kỳ Lương khoát tay áo, nói thêm, chuyện này đương nhiên, nếu như tư chất vãn bối khiếm khuyết, vô duyên cùng đại đạo thì tuyệt không oán giận nửa câu. Bạch Tố Viện lập tức nói, Kỳ Lương gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập, mặc dù không nói ra, nhưng trong mắt ý hỏi han không cần nói cũng biết. Mới vừa rồi ánh mắt Hàn Lập cùng Bạch Tố Viện giao lưu, gã tự nhiên quan sát được. Lệ mỗ lần này đến đây, kỳ thực mục đích cùng Bạch đạo hữu giống nhau, đều là muốn bái nhập Trúc Long Đạo để tu luyện. Có thể phiền kỳ đạo hữu vì tại hạ dẫn tiến một chút hay không? Vô luận thành công hay không, sau này lệ mỗ chắc chắn có báo đáp sau. Hàn Lập chắp tay nói, Kỳ Lương nghe vậy, hai hàng lông mày khẽ nhíu một cái, nhưng khó mà phát hiện được. Bạch Tố Viện nhập môn cũng không đáng nói, mặc dù miệng gã nói là không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng kỳ thực đã âm thầm dò xét, biết tư chất linh căn Bạch Tố Viện không kém, về cơ bản nhập môn sẽ không có vấn đề gì. Nhưng Lệ Phi Vũ trước mắt này, chính là tu sĩ chân tiên, bái nhập Trúc Long Đạo tự nhiên không phải để làm đệ tử. Trúc Long Đạo chiêu mộ tu sĩ chân tiên bên ngoài, so với thu thập rộng rãi đệ tử thì yêu cầu phải khắt khe hơn, đối với thân phận, lý lịch, tu vi, căn cốt. Từng thứ một đều phải kiểm tra đối chiếu rõ ràng. Hơn nữa, nếu người này có vấn đề thì người đề cử cũng phải chịu tội liên đới bị tông môn trừng phạt. Kỳ đạo hữu không cần lo lắng nhiều, mặc dù lệ mỗ là tán tu, nhưng cũng không có làm qua việc gì thương thiên hại lý. Hơn nữa, có một vật chỉ cần đạo hữu đề cập với quý tông một lần là được. Hàn Lập tự nhiên nhìn thấu tâm tư lo lắng của Kỳ Lương, lật tay lấy ra Trúc Long Lệnh. Trúc Long Lệnh Kỳ Lương kinh ngạc, lập tức nhìn về phía Bạch Tố Viện. Không sai, Trúc Long Lệnh này chính là cái của lão gia tổ. Thời gian trước, Bạch gia vãi bối gặp phải đại kiếp nạn diệt tộc, may mắn được lệ tiền bối xuất thủ tương trợ mới có thể bình yên. Trúc Long Lệnh này chính là lễ tạ với lệ tiền bối. Bạch Tố Viện giải thích, thì ra là thế, nếu lệ đạo hữu có ân với Bạch gia. Cái này gọi là nhân quả, đạt được Trúc Long Lệnh cũng là điều tất nhiên. Nhị vị xin mời đi theo ta. Kỳ Lương gật đầu, đứng dậy. Ba người đi ra lầu các, đi tới một cung điện màu xanh gần đó, trên cửa điện treo một tấm biển, để ba chữ to Các Lâm Truyền. Tông môn Trúc Long Đạo chúng ta thực sự quá hào phóng. Ở các khu vực trọng yếu thường bố trí một Các Lâm Truyền, là nơi dùng trận pháp truyền thống để đi lại. Kỳ Lương giải thích, không hổ là tông môn đệ nhất của Đại Lục Cổ Vân. Hàn Lập nghe vậy, từ nội tâm khen ngợi một câu. Ba người đi vào bên trong các, phát hiện không gian bên trong không lớn, chỉ có không ít thạch trụ thẳng đứng ở chính giữa. Ở giữa các cột bố trí một cái truyền thống trận loại nhỏ, nhẹ nhẹ phát ra hào quang màu trắng. Trừ các thứ đó ra, thì đứng bên cạnh pháp trận là một người đàn ông tuổi trung niên, tu vi ước chừng hóa thần kỳ, thấy Kỳ Lương tiến đến, vội vàng khom người hành lễ. Đi điện Chiêu Diêu, sau khi đợi ba người bước lên truyền tống trận, Kỳ Lương phân phó. Vâng, người đàn ông trung niên liền vội vàng gật đầu, miệng tụng đọc chú ngữ, đánh ra một đạo bạch quang. Theo truyền tống trận vận hành, một vầng hào quang màu trắng chói mắt từ trận pháp tỏa ra, che khuất toàn bộ tầm nhìn của ba người. Hàn Lập thấy cảnh sắc trước mắt hoa lên một cái. Sau một khắc hắn liền xuất hiện ở một chỗ khác bên trong cung điện màu xanh. Bề ngoài, thần sắc của hắn như thường, nhưng trong lòng âm thầm khiếp sợ. Sau khi hắn đến tiên giới, đã nhiều lần sử dụng truyền tống trận, có thể căn cứ cảm giác lúc truyền tống đoán được đại khái khoảng cách truyền tống. Vậy mà khoảng cách truyền tống vừa mới rồi tương đối xa, bản thân hắn phi hành chỉ sợ cũng mất thời gian cả tháng rồi. Chương 187, tư chất thấp. Một lát sau, ba người Hàn Lập đi ra Các Lâm Truyền. Tòa đại điện này tọa lạc trên một đỉnh núi, địa thế cực cao. Gần đó cũng có một quảng trường khổng lồ, so với là quảng trường tiếp khách lúc nãy thì lớn hơn gấp mấy lần. Quảng trường này cũng dùng bạch ngọc lát, nhưng tản mát ra từng trận hào quang đẹp mắt, còn có mây trôi nhàn nhạt bên trên. Phi hành ở phía trên, cả dãy núi trùng trùng điệp điệp đều ở dưới chân, cao cao tại thượng, tự nhiên có loại cảm giác có thể khống chế hết thảy mọi thứ. Trên không trung của quảng trường, một tòa cung điện khổng lồ tràn đầy khí thế lăng không lơ lửng, mây mù lượn xung quanh, lúc ẩn lúc hiện, giống như một tòa tiên thành trong mây. Phía trên cung điện có tấm biển màu vàng, trên đó viết ba chữ vàng to lớn Điện Chiêu Diêu. Điện Chiêu Diêu là chỗ bổn tông khảo thí tư chất linh căn của đệ tử nhập môn, do một vị phó đạo chủ tỏa trấn. Sau khi đi vào, các người phải nói chuyện cẩn thận. Kỳ Lương vừa đi, vừa dặn dò. Hàn Lập nghe vậy, khóe mắt hơi nhúc nhích một chút. Theo hắn biết, Trúc Long Đạo khác biệt so với những tông môn tầm thường. Bên trong môn nội cũng không có trưởng giáo, mà là do 13 vị đạo chủ cấp kim tiên đạo thay phiên nhau chấp trưởng tông môn. Phía dưới đạo chủ chính là 36 phó đạo chủ, nghe nói từng nhân vật tuyệt đỉnh này đều có tu vi chân tiên cảnh đỉnh phong. Những phó đạo chủ này cũng không phải là chân tiên cảnh đỉnh phong bình thường, mỗi người đều nắm giữ lực lượng pháp tắc chân chính của chân tiên, thần thông vô lượng, những tán tiên bên ngoài hoàn toàn không thể so sánh cùng. Kỳ đạo hữu yên tâm, Hàn Lập gật đầu nói, Bạch Tố Viện cũng lập tức đáp ứng. Trong lúc nói chuyện, ba người đã bay lơ lửng đến trước cửa tòa điện to lớn, rồi hạ xuống chỗ trống phía trước. Cửa điện trước tòa điện to lớn đóng chặt, hai gã đệ tử trẻ tuổi có đôi mắt đẹp, lông mày xanh đang đứng hai bên, một trái một phải. Thấy Kỳ Lương tới, hai gã đệ tử trẻ tuổi kia vội vàng khom người hành lễ. Hùng phó đạo chủ có ở bên trong không? Kỳ Lương hỏi. Dạ, vẫn ở bên trong, nhưng phó đạo chủ đại nhân lại đang bế quan tu luyện, đã phân phó bọn đệ tử không được quấy rầy. Một gã đệ tử trẻ tuổi có chút khó khăn nói. Kỳ Lương nhướng mày, nói, Hùng phó đạo chủ có nói khi nào xong không? Dạ, chưa từng nói qua, tên đệ tử kia đáp. Thần tình Kỳ Lương hơi trầm xuống, trầm ngâm một chút, nói, nhờ hai người thông báo một tiếng, nói ta có chuyện quan trọng cầu kiến. Hai tên đệ tử lộ vẻ khó xử, liếc mắt nhìn nhau, rồi một tên trong đó cũng lấy ra một lệnh bài màu trắng, nói nhỏ một câu. Một khắc sau, trên lệnh bài mới chợt lóe lên một chút bạch quang. Phó đạo chủ mời các vị vào. Tên đệ tử kia nhẹ nhàng thở ra, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, cửa lớn từ từ mở ra. Đi thôi, Kỳ Lương dẫn đầu đi vào đại điện. Bên trong đại điện vô cùng rộng lớn, lớn chừng mấy trăm trượng, có từng vòng bảo vệ màu xanh lá. Bốn phía đại điện có mấy chục cột đá màu xanh đứng sừng sững, trên từng cột đá đều có một pho tượng quái thú, thần long, thanh phượng, bạch hổ, kỳ lân. Miệng những con quái thú này đều hướng vào một bệ đá màu xanh thẫm giống như là một cái tế đàn bên trong đại điện. Mặt bệ đá lớn vài chục trượng, có hình tròn, phía trên khắc đầy phù văn vô cùng phức tạp, còn có vô số điểm lấm tấm như hoa văn, thoạt nhìn cực kỳ huyền diệu. Tận cùng bên trong đại điện là một đài cao màu trắng, lúc này có một nam tử béo ục ịch đang ngồi ở phía trên. Người này thoạt nhìn chừng 40 tuổi, trên môi có hai chòm râu dài tinh tế. Gã không mặc áo bào trắng Trúc Long Đạo, mà là áo bào hoa lệ màu vàng, trên đầu đội mũ vàng, thoạt nhìn toàn bộ dáng vẻ giống như một phú thương dưới hạ giới. Lúc này, nam tử béo ục ịch dường như bởi vì việc tu luyện bị cắt đứt, sắc mặt có chút âm trầm. Bái kiến Hùng phó đạo chủ, Kỳ Lương thi lễ một cái. Hàn Lập nhìn thoáng qua nam tử béo ục ịch phía trên đài cao, đồng tử hơi co lại. Người nọ vẻ ngoài bình thường, dáng người cũng thấp bé, nhưng mà ngồi ở trên đài cao giống như một tòa núi màu vàng khổng lồ vững chắc giữa không trung, tản mát ra một cỗ khí tức vô cùng cường đại, lại lăng lệ ác liệt, hơn xa phương bản cùng con bạch tuộc biển lúc trước. Trong lòng của hắn thầm hô lợi hại, cùng Bạch Tố Viện bên cạnh cũng theo Kỳ Lương cùng thi lễ một cái. Kỳ trưởng lão, cuối cùng là ngươi có sự tình khẩn yếu gì, không nên chọn đúng thời điểm bổn tọa bế quan tìm hiểu để đến chứ. Nam tử béo ục ịch cũng không nhìn Hàn Lập và Bạch Tố Viện, mà nói thẳng vào mặt Kỳ Lương. Quấy rầy Hùng phó đạo chủ tu luyện, thật ra là có nguyên nhân. Vị lệ đạo hữu này nắm giữ Trúc Long lệnh của môn phái ta, muốn bái vào sơn môn, nên ta đành phải mạo muội quấy rầy phó đạo chủ thanh tu. Kỳ Lương áy náy, cung kính giải thích rõ. A, lấy ra Trúc Long lệnh cho ta nhìn một chút. Nghe nói chuyện đó, sắc mặt nam tử béo ục ịch hơi hòa hoãn vài phần, mở miệng nói. Hàn Lập sớm đã xoay tay lấy ra lệnh bài, nam tử béo ục ịch vẫy tay một cái, lệnh bài lập tức rời tay hắn bay đi, đã rơi vào trên tay gã. Đúng là Trúc Long lệnh, không phải là giả. Nam tử béo ục ịch nhẹ gật đầu, lúc này mới ngẩng đầu nhìn sang phía Hàn Lập, trong mắt hình như có lóe lên hào quang, liền biến mất, muốn dò xét minh bạch người tới đây cuối cùng là như thế nào. Ngay tại thời điểm ánh mắt nam tử béo ục ịch phóng tới, Hàn Lập chỉ cảm thấy rùng mình, mặt ngoài làn da trên cơ thể từ dưới lên trên giống như bị đau thương xẹt qua, hơi đau nhức. Hàn Lập thấy vậy, chỉ nhíu mày, cũng không nói gì. Nếu nắm giữ Trúc Long lệnh, vậy thì lên ngay Chu Thiên Tiên Đài, kiểm tra một chút tư chất linh căn đi. Nam tử béo ục ịch thu hồi ánh mắt, phong thái bình thản, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. O, O, N, G. mấy chục cột đá bên trong đại điện đồng thời hơi chấn động, tỏa ra ánh sáng màu xanh chói mắt, trên thân thể linh thú điêu khắc phía trên lưu động hào quang, giống như là sống lại. Những con linh thú này đột nhiên phun ra một luồng hào quang màu xanh, chui vào bệ đá hình tròn trong đại điện. Trên bệ đá, phù văn đều phát sáng, nở rộ hào quang sáng lạn, hình thành một quang cầu hình tròn hơi mờ, phía trên có vô số ngôi sao giống như ánh sáng chớp động, thoạt nhìn cực kỳ huyền diệu. Lệ đạo hữu, mời. Kỳ Lương nhìn về phía Hàn Lập. Hàn Lập nhẹ gật đầu, cất bước lên bệ đá. Một luồng nhiệt lưu mạnh mẽ đột nhiên từ trên bệ đá dâng lên, chui vào trong cơ thể của hắn. Ở trong quang cầu lập tức hiện ra vô số điểm sáng đủ mọi màu sắc, nhanh chóng xoay tròn, thoạt nhìn cực kỳ hỗn loạn. Sắc mặt Hàn Lập biến hóa một chút, chỉ cảm thấy luồng nhiệt lưu này lưu chuyển tới đâu thì mọi thứ trong cơ thể hắn như bị lộ ra dưới ánh mặt trời tới đó. Một luồng nhiệt lưu chợt chảy gần tới đầu hắn, rồi dũng mãnh chui vào bên trong. Hàn Lập cả kinh, lực lượng thần thức khổng lồ trong đầu lập tức thu nhỏ lại hơn phân nửa, biến thành còn một chút, chỉ lưu lại 1/2 phần 10 lực lượng thần thức. Nhiệt lưu trong đầu hắn chảy một vòng, rồi rất nhanh chui ra ngoài, tiếp tục lưu chuyển ở trong cơ thể hắn, lại rất nhanh dạo qua một vòng lần nữa, cuối cùng chảy trở về bệ đá. Trên bệ đá, quang cầu tiêu tán, bất quá vô số phù văn cũng không biến mất theo, mà ngưng tụ một chỗ, hóa thành một bóng người mơ hồ, tỏa ra đủ mọi loại màu sắc ánh sáng như màu xanh, màu đen, màu đỏ, màu tím. Nhưng nhập vào cũng không sáng ngời, mà ngược lại thoạt nhìn rất hỗn loạn. Kỳ Lương nhìn về phía bóng người mơ hồ kia, nhíu mày. Tư chất thấp, trước kia tu luyện công pháp pha tạp, hỗn loạn, không tinh khiết, ngược lại khí huyết trong cơ thể nồng đậm, dường như thu nạp qua một chút huyết mạch của yêu tộc, nhưng lộn xộn không chịu nổi, không thành hệ thống. Tiên khiếu thì một cái cũng không thể đả thông, có thể tu luyện tới chân tiên cảnh sơ kỳ đã là cao nhất rồi. Trên mặt nam tử béo ục ịch lộ vẻ khinh thường, không hề che giấu, nói. Lời vừa nói ra, Kỳ Lương tựa hồ có chút kinh ngạc, không khỏi nhìn Hàn Lập lâu hơn. Về phần Bạch Tố Viện, trong đôi mắt đẹp cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Hàn Lập đưa tay sờ sờ mũi, không chút nào vì nam tử béo ục ịch nói như vậy mà tổn thương, nhẹ gật đầu về phía gã, thần sắc bình tĩnh, xoay người đi xuống bệ đá. Ánh sáng trên bệ đá đều tiêu tán, khôi phục yên ổn lúc trước. Thân hình nam tử béo ục ịch khẽ động, đang muốn quay người rời đi. Hùng phó đạo chủ, xin chờ một chút. Bạch Tố Viện này chính là hậu bối của trưởng lão Bạch Phụng Nghĩa, lần này đến đây cũng là muốn bái nhập tông môn, phiền ngài kiểm tra tư chất linh căn của nàng ta một chút. Kỳ Lương mở miệng nói ra, trên mặt nam tử béo ục ịch lộ ra một tia không kiên nhẫn, khi nghe được 3 chữ Bạch Phụng Nghĩa thì sắc mặt mới nhúc nhích. Mau mau, gã liếc mắt nhìn Bạch Tố Viện, lần nữa phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. O, N, G, những cột đá kia trong đại điện lại một lần nữa nở rộ ánh sáng màu xanh chói mắt, xung quanh bệ đá một lần nữa ngưng tụ ra quang cầu rất lớn kia. Bạch Tố Viện hít nhẹ một hơi, bước lên bệ đá. Bên trong quang cầu hiện ra vô số phù văn, nhưng khác biệt so với Hàn Lập khi đó là những phù văn này đều có màu trắng bạc óng ánh, sáng long lanh. Ầm ầm ầm, toàn bộ đại điện đột nhiên chấn động, những pho tượng dị thú trên cột đá trong điện phát ra từng trận gào thét to lớn, một cỗ chấn động dị thường mãnh liệt quanh quẩn ở trong đại điện. Xảy ra chuyện gì vậy? Kỳ Lương biến sắc, Hàn Lập ở một bên cũng kinh hãi lắp bắp. Ánh mắt của hai người lập tức nhìn về phía Bạch Tố Viện trên bệ đá. Trên đài cao, nam tử béo ục ịch kia bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt hiện ra vẻ kích động. Trên bệ đá, quang cầu rất nhanh biến mất, vô số phù văn tỏa ánh sáng trắng hội tụ đến một chỗ, ngưng tụ thành một bóng người màu bạc. Bóng người kia hiện ra một màu trắng bạc thuần túy, vô cùng sáng ngời, thoáng như trăng sáng trong bầu trời đêm. Đặc biệt kỳ lạ hơn chính là chỗ ngực của bóng người, thình lình hiện ra 7 điểm sáng như ẩn như hiện, lấp lóe không ngừng. Điều này, đây là Nguyệt Hoa Tiên Thể trong truyền thuyết, hơn nữa bẩm sinh đã có 7 tiên khiếu thức tỉnh. Thân ảnh nam tử béo ục ịch hoa lên, rồi đột nhiên xuất hiện trên bệ đá, mặt lộ ra vẻ kích động. Gã lập tức nghĩ tới điều gì, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Các tia sáng trên bệ đá đều bị làm cho biến mất, bóng người màu bạc kia cũng tiêu tán theo, rồi hiện ra thân ảnh Bạch Tố Viện. Người gọi là Bạch Tố Viện, là hậu nhân trưởng lão Bạch Phụng Nghĩa, tư chất quả nhiên không tệ, không tệ. Thái độ nam tử béo ục ịch hòa ái dị thường, nhẹ nhàng nói. Đúng, Tố Viện bái kiến Hùng phó đạo chủ. Bạch Tố Viện vừa rồi bị một cỗ lực lượng khổng lồ bao bọc, ngăn cách cảm giác, không hề biết gì về tình huống xung quanh, nên lúc này nàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng tâm tư nàng nhạy bén, cũng không làm điều gì thất thố. Ta xem căn cốt, tuổi tác của ngươi cũng không lớn, đến nay đã tu luyện được bao nhiêu năm? Nam tử béo ục ịch thấy vậy, vẻ hài lòng trong mắt càng đậm, lại hỏi. Bẩm Hùng phó đạo chủ, Tố Viện khai linh tu hành lúc 3 tuổi, đến nay đã hơn 50 năm. Bạch Tố Viện chần chừ một chút, mở miệng nói ra. Nghe chuyện đó, trong mắt Hàn Lập cùng Kỳ Lương dưới đài đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Nam tử béo ục ịch lại nhẹ gật đầu, dường như sớm đã đoán được. Người mang Nguyệt Hoa Tiên Thể, bẩm sinh lại có 7 tiên khiếu thức tỉnh, 50 năm tu luyện tới hóa thần hậu kỳ, tất nhiên là không coi vào đâu. Chỉ cần có công pháp thích hợp, lại bồi dưỡng thỏa đáng, gã thậm chí nắm chắc trong ngàn năm, có thể làm cho Bạch Tố Viện đột phá tới đại thừa kỳ, độ kiếp thăng tiên. Tư chất tuyệt đỉnh như vậy, ngày sau chính là có không ít khả năng tiến giai kim tiên. Chương 188, Kim Tiên thu đồ đệ. Bạch Tố Viện, thiên tư người bất phàm, không cần giống như các đệ tử khác phải bắt đầu từ đệ tử ngoại môn. Bổn tọa hỏi lại ngươi, ngươi có nguyện bái ta làm thầy, trực tiếp trở thành đệ tử chân truyền Trúc Long Đạo không? Nam tử béo ục ịch nói với giọng ấm áp. Bạch Tố Viện há hốc miệng, ngạc nhiên đến cả ngẩn người. Hùng Sơn, người tu luyện pháp tắc hệ kim, đứa nhỏ này thân mang Nguyệt Hoa Tiên Thể cũng không thích hợp để ngươi bồi dưỡng, hay là giao cho ta dạy dỗ đi. Trong đại điện đột nhiên vang lên một âm thanh mông lung, giống như từng làn sóng nước mềm mại khuếch tán ra, chui vào trong tai mấy người. Hàn Lập nghe thanh âm này, phảng phất như mình bị rơi giữa một khóm hoa, hương thơm ngát mê hoặc xông thẳng lên mũi, khiến cho hắn muốn đắm chìm trong đó. Đúng vào lúc này, thần thức khổng lồ trong đầu hắn chợt giật một cái, cả người hắn lập tức khôi phục lại. Nam tử béo ục ịch biến sắc, trong mắt lóe lên một tia tức giận, nhưng lập tức khôi phục lại ngay. Lúc này, từ trong hư không đại điện, xuất hiện một tia bạch quang vô cùng chói mắt, không thể nhìn thẳng vào được. Ánh mắt Hàn Lập nheo lại, vội nhấc tay che phía trước. Trong chớp mắt, bạch quang đột nhiên biến mất, một thân ảnh thiếu phụ mặc cung trang hiện ra trên bệ đá. Nàng ta thoạt nhìn khoảng 30 mấy tuổi, mặt trái xoan, ngũ quan đẹp như tranh vẽ, đôi mắt vô cùng kiều mị, trường bào trắng như tuyết bó sát thân hình, lộ ra dáng người gợi cảm câu hồn đoạt phách. Cả người thiếu phụ áo trắng tản mát ra vẻ mị hoặc đáng sợ. Dù một cái nhăn mày hay một nụ cười đều giống như gió xuân tràn vào lòng người, làm cho người ta nảy sinh ra ảo tưởng vô cùng mê người, rồi bị hãm sâu trong đó. Hàn Lập liếc nhìn nàng ta, trong lòng cũng không khỏi chấn động. Ánh mắt hắn lập tức rời đi, không dám nhìn nhiều, đồng thời âm thầm vận chuyển thần thức. Một luồng ý thức mát lạnh lập tức khuếch tán ra khắp người khiến cho dị trạng lúc này mới chậm rãi biến mất. Bái kiến Vân đạo chủ, nam tử béo ục ịch vòng tay thi lễ, nội tâm Hàn Lập vốn hơi kinh sợ, lập tức thả lòng. Thì ra thiếu phụ áo trắng này là một trong 13 đạo chủ cấp kim tiên trong Trúc Long Đạo, khó trách có mị lực đáng sợ như thế. Hắn lập tức thi lễ theo, lúc này Kỳ Lương bên cạnh cũng đã cúi đầu từ lâu, khom mình hành lễ, còn không dám ngẩng đầu nhìn thiếu phụ áo trắng kia. Bạch Tố Viện ngơ ngác nhìn nàng kia, ánh mắt mê loạn, hiển nhiên đã chìm đắm trong mị hoặc vô tận của thiếu phụ áo trắng. Mị hoặc này thật đáng sợ, có tác dụng cả với nam lẫn nữ. Cánh tay trắng nõn nà của thiếu phụ áo trắng vung lên, đôi mắt Bạch Tố Viện lập tức khôi phục tỉnh táo. Chứng kiến bọn người Hàn Lập đang khom người hành lễ với thiếu phụ áo trắng, Bạch Tố Viện biến sắc, cũng định cúi người thi lễ. Hảo hai tử, không cần đa lễ. Thiếu phụ áo trắng kéo Bạch Tố Viện đến trước người, tinh tế dò xét, càng xem càng thấy vừa lòng. Hai tử, ngươi gọi là Tố Viện đúng không? Ngươi mang Nguyệt Hoa Tiên Thể, công pháp của ta rất thích hợp với ngươi. Ngươi có nguyện bái ta làm thầy, theo ta tu luyện không? Thiếu phụ áo trắng dịu dàng nói. Tố Viện nguyện ý, bái kiến sư tôn. Nội tâm Bạch Tố Viện nhanh chóng xoay chuyển, lập tức làm đại lễ. Tốt, tốt, đứng lên đi, từ hôm nay ngươi chính thức là đệ tử thân truyền thứ 5 của ta. Như ý hoàn này là một kiện linh bảo trước đây ta dùng rất thuận tay, hôm nay ban cho ngươi phòng thân. Thiếu phụ áo trắng tươi cười kéo Bạch Tố Viện tới gần hơn, lật tay lấy ra một cái vòng tròn bạch ngọc, tản mát ra linh lực chấn động kinh người, hiển nhiên là một kiện linh bảo cực phẩm, đeo vào cổ tay của Tố Viện. Đa tạ sư tôn trọng thưởng. Bạch Tố Viện mừng rỡ, vội vàng cảm ơn. Lúc này, thiếu phụ áo trắng mới ngẩng đầu, nhìn về phía nam tử béo ục ịch, nói, Hùng Sơn, đứa nhỏ này ta mang đi, ngươi không có ý kiến gì chứ? Đâu có, công pháp Vân đạo chủ thích hợp với đứa nhỏ này nên đi theo ngài là tốt nhất. Nam tử béo ục ịch vội vàng cười nói, thiếu phụ áo trắng cười nhạt, hai mắt nhìn về phía Hàn Lập cùng Kỳ Lương, ánh mắt hơi dừng lại trên thân Hàn Lập. Hắn là một tán tu, tên là Lệ Phi Vũ. Hắn mang theo một miếng Trúc Long lệnh xin bái vào Sơn Môn, vừa mới khảo nghiệm tư chất xong. Nam tử béo ục ịch chú ý tới ánh mắt thiếu phụ, lập tức giải thích. Những chuyện nhỏ nhặt này ngươi xử lý đi. Thiếu phụ áo trắng chỉ nhìn thoáng qua, rồi thu hồi ánh mắt, tựa hồ cũng không có hứng thú, tùy ý nói. Tố Viện, theo ta đi thôi. Nàng ta kéo Bạch Tố Viện lại, vung tay lên, một vòng bạch quang mềm mại bao phủ hai người vào trong. Bạch Tố Viện vội vàng quay đầu nhìn về phía Hàn Lập, nhưng lúc này, vòng bạch quan đã bao phủ tầm mắt của nàng. Vòng bạch quang lóe lên, thân ảnh hai người lập tức biến mất. Vẻ mặt tươi cười của nam tử béo ục ịch chậm rãi biến mất, lộ ra bộ mặt âm trầm, quay người định rời đi. Hùng phó đạo chủ, còn Lệ đạo hữu nên an bài như thế nào? Kỳ Lương thấy vậy, vội vàng hỏi. Hừ, có gì tốt mà an bài, cứ để cho hắn làm chấp sự nội môn bình thường. Ngươi tự xử lý là được. Nam tử hơi mập không chút cố kỵ Hàn Lập, lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, kim quang trên người hắn lóe lên, biến mất vô tung. Sau khi thiếu phụ áo trắng rời đi, ánh mắt Hàn Lập ngưng lại, lâm vào trầm tư. Tu đạo tìm tiên đều cần phúc duyên, đạo hữu có thể tu đến cảnh giới chân tiên đã là rất đặc biệt rồi, không cần quá mức hâm mộ người khác. Kỳ trưởng lão thấy thần sắc hắn khác thường, mở miệng nhắc nhở. Hàn Lập nghe vậy sửng sốt một chút, biết vị kỳ trưởng lão này chắc là hiểu lầm mình, bất đắc dĩ cười cười, cũng không giải thích gì. Hùng phó đạo chủ đã phân phó ta an bài đạo hữu làm chấp sự nội môn nên có một ít quy củ tông môn mà đạo hữu cần hiểu rõ. Một vài quy tắc cụ thể, lát nữa ta sẽ đưa ngươi tài liệu liên quan, cũng không cần sốt ruột. Kỳ trưởng lão cười nói, làm phiền rồi, xin hỏi kỳ trưởng lão, đảm nhiệm trưởng lão chấp sự nội môn, cần phải phụ trách sự vụ cụ thể nào? Hàn Lập nhẹ gật đầu, hỏi, Lệ trưởng lão có thể chọn một trong hai nhiệm vụ. Thứ nhất, cứ mỗi 100 năm phải tiếp nhận 3 nhiệm vụ thông thường của môn phái. Đương nhiên, nếu đạo hữu có đủ điểm công trạng thì có thể dùng để thay thế, không cần phải chấp hành nhiệm vụ thông thường này. Kỳ trưởng lão chậm rãi giải thích, nhiệm vụ còn lại là gì? Hàn Lập lại hỏi, nhiệm vụ thứ hai là như tại hạ, ở bên trong một điện các phụ trách sự vụ hàng ngày trong môn, cứ 100 năm thì đảm nhiệm trong 10 năm là được. Tuy nhiên, có rất nhiều trưởng lão vì không muốn ảnh hưởng đến việc tu hành, nên đã lựa chọn đảm nhiệm liên tục 100 năm, sau đó sẽ có 900 năm chuyên tâm tu hành. Kỳ trưởng lão tiếp tục giải thích, nếu lo chậm trễ tu hành, vì sao không sử dụng điểm công trạng để thay thế? Hàn Lập nghi ngờ nói, ha ha ha, việc này, thứ nhất, điểm công trạng đối với trưởng lão Trúc Long Đạo mà nói, đều là thứ cực kỳ chân quý, cũng không ai muốn dùng nó để thay thế nhiệm vụ. Thứ hai, tông môn cũng không cho phép thông qua phương thức thay thế mà hủy bỏ nhiệm vụ chấp sự hàng ngày. Kỳ trưởng lão giải thích, nghe kỳ trưởng lão nói như vậy, điểm công trạng chân quý như thế chỉ sợ đạt được cũng không hề dễ dàng. Hàn Lập suy nghĩ, rồi nói, không sai, nếu là đệ tử tông môn thì phải chăm sóc linh điền mấy năm mới có thể đổi được một điểm công trạng, còn nếu là trưởng lão đảm nhiệm chức trách chấp sự, thì mỗi tháng có thể thu hoạch một điểm. Kỳ trưởng lão gật đầu nói, nếu lựa chọn chấp hành nhiệm vụ thông thường thì điểm công trạng như thế nào? Hàn Lập hỏi, mặc dù nói là đảm nhiệm nhiệm vụ thông thường nhưng vì nội dung cụ thể không giống nhau, trình độ khó dễ cũng khác nhau, cho nên khả năng đổi lấy điểm công trạng tất nhiên cũng khác nhau. Bình thường mà nói, ít thì hơn 10 điểm, nhiều thì hơn 100 điểm. Đương nhiên nếu có một ít cống hiến đặc thù cho tông môn tự nhiên cũng có thể được thêm điểm công trạng ngoài quy định. Chờ sau này người quen thuộc sự tình trong môn thì sẽ hiểu rõ ràng việc này. Kỳ trưởng lão vẫn kiên nhẫn, chậm rãi giải thích, nếu là như thế, trong 100 năm đầu tiên này có khi tại hạ lựa chọn nhiệm vụ thứ nhất. Hàn Lập sau khi suy nghĩ một chút, rồi nói, đại đa số trưởng lão mới nhập môn đều lựa chọn loại này. Đi thôi, điện hộ tạo vừa vặn cũng ở gần bên cạnh, ta dẫn người qua đó chọn động phủ trước đã. Kỳ trưởng lão cười nói, dứt lời, gã liền dẫn Hàn Lập ra khỏi điện Chiêu Diêu, đạp gió bay đến một ngọn núi gần đó. So với ngọn núi chỗ điện Chiêu Diêu, nơi đây náo nhiệt hơn rất nhiều. Chỉ thấy trên đỉnh núi xây dựng một khu kiến trúc cung điện màu đỏ thắm cực kỳ rộng lớn, gồm mấy trăm gian điện. Bên ngoài quảng trường khổng lồ có rất nhiều người, mặc dù không thể nói là biển người, nhưng số lượng thật sự cũng không ít. Trên trời thỉnh thoảng có mấy đạo hồng quang bay lên đáp xuống. Điện hộ tạo quản lý việc ghi chép nội quy, chức trách của trưởng lão, đệ tử trong tông môn, đồng thời quản lý và phân phát vật tư, nên thường ngày là một điện bận rộn nhất trong môn. Sau khi hai người Hàn Lập bay xuống quảng trường, Kỳ Lương nói, trách không được có nhiều người như vậy, xem ra, sẽ mất thời gian, lần này làm phiền kỳ trưởng lão rồi. Hàn Lập nhẹ gật đầu, hơi áy náy nói, không sao, dư trưởng lão của điện hộ tạo có quan hệ với ta không tệ, ta đưa ngươi đi gặp y. Kỳ Lương cười nói, đa tạ. Hàn Lập cảm tạ, hai người đi xuyên qua quảng trường, không ít đệ tử nhìn thấy trang phục trưởng lão trên người Kỳ Lương, đều cung kính chào một tiếng trưởng lão. Kỳ Lương chỉ khẽ gật đầu chào lại, đi vào một khu quần thể điện các, Hàn Lập nhìn qua cửa điện thấy ở bên trong phần lớn mọi người đều rất bận rộn. Kỳ Lương dẫn hắn đến một chỗ tối nhất bên trong đại điện. Lúc này trong đại điện vang lên tiếng nói chuyện, bên trong còn có 7-8 bóng người, tựa hồ đang tranh luận gì đó. Dư huynh, Kỳ Lương dẫn Hàn Lập đi qua cánh cửa, còn chưa thấy rõ người, gã đã hô lớn. Phía sau 7-8 bóng người kia, một khuôn mặt màu đỏ lừ, to tròn thò ra, nhìn thoáng qua bên này, sau đó rụt trở lại, tiếp theo có một âm thanh vang dội truyền ra. Xong rồi, các ngươi về trước đi, việc các ngươi đổi động phủ, ngày mai trở lại. Những đệ tử tông môn kia sau khi nghe xong, cả đám đành phải cáo từ, thối lui ra khỏi đại điện. Kỳ lão đệ, ngươi cũng khá lâu không đến chỗ ta. Ồ, bên cạnh ngươi, vị này là... Dáng người Dư trưởng lão có chút mập mạp, đùng đưa cái đầu to tròn, đánh giá Hàn Lập, rồi nói. Hàn Lập quan sát người này thấy dung mạo có hơi xấu xí, nhưng phát hiện khí tức trên người y không kém, lại cũng là một gã có tu vi không thấp, tu sĩ chân tiên cảnh. Chương 189, Động Phủ và Thú Thủ Sơn. Ha ha, mặc dù sự vụ bên Điện Thiên Tinh không đa dạng bằng nơi đây của ngươi nhưng không phải lúc nào cũng rảnh rỗi. Sao có thể muốn đi thì đi. Hôm nay trùng hợp là vị trưởng lão Lệ Phi Vũ này mới vào tông môn chúng ta, nên ta dẫn tới chỗ của ngươi ghi danh, thuận tiện chọn một ngọn núi làm động phủ. Kỳ Lương vừa cười, vừa nói, thì ra là thế, không dám, vị này là Lệ trưởng lão, tại hạ Dư Hiền Thắng, hiện nay đang đảm nhiệm trưởng lão chấp sự điện hộ tạo này. Để ta ghi danh Lệ trưởng lão vào sổ. Dư trưởng lão liếc mắt quan sát Hàn Lập, vừa cười vừa nói. Đa tạ Dư trưởng lão, Hàn Lập vội vã cảm ơn. Dư Hiền Thắng khoát tay áo, dùng cổ tay, lấy ra một cái bút lông chạm vàng, trổ ngọc trong suốt. Sau đó, gã đi tới bàn trà viết rất nhanh lên một quyển sách dày lấp lánh thanh quang. Không biết Lệ trưởng lão đã chọn xong nhiệm vụ trưởng lão trong 100 năm tới chưa? Viết được một chút, gã bỗng nhiên dừng bút, ngẩng đầu hỏi. Tại hạ lựa chọn hoàn thành 3 nhiệm vụ chấp sự thông thường. Hàn Lập trực tiếp nói, Dư Hiền Thắng có vẻ sớm đoán là như vậy, gật đầu, tiếp tục viết. Đã ghi danh xong rồi. Dựa theo quy định tông môn, chỉ cần là trưởng lão nội môn và đệ tử chân truyền đều có thể sở hữu một ngọn núi ở bên trong tông. Tiếp theo, Lệ trưởng lão có thể chọn cho mình một ngọn núi, thành lập động phủ. Sau một lát, gã đứng lên, rồi nói. Dứt lời, gã vung ống tay áo lên, một mảnh hào quang xanh lá hiện lên, một quyển trục ngọc bích dài hơn 3 thước hiện lên trước người của gã. Ngay sau đó, chỉ thấy trên quyển trục xanh ngọc bích sáng ngời hào quang xanh biếc, rồi từ từ trải ra, trên mặt hiện ra một bức tranh sơn thủy trải dài. Ánh mắt Hàn Lập nhìn tới, chỉ thấy trên bức họa này có đường nét chằng chịt, đồ án phức tạp, không chỗ nào không có núi non sông ngòi. Lúc mới nhìn, hắn chỉ cảm thấy bút pháp phóng khoáng, không quá mức thần kỳ. Nhưng khi ánh mắt của hắn hơi dừng lại một chút ở trên một ngọn núi, lập tức hình ảnh nơi đó sẽ phóng đại lên, trở nên sinh động, dường như bức họa hiện ra thực cảnh chỗ đó ngay ở trước mắt. Điều này làm cho trong lòng Hàn Lập không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây là Mạc Linh Sơn Hà Đồ, có thể hiện lên cho ta xem hình dáng thực thể của sông núi ở dãy núi Trung Minh. Chỉ vì khu vực này thực sự quá bao la rộng lớn, chỗ đạo hữu thấy chỉ là một phần trong đó. Nếu đạo hữu càng muốn xem nhiều khu vực hơn thì càng phải tiếp tục trải dài ra. Dư Hiền Thắng cười giải thích, dứt lời, gã dùng cổ tay, hình ảnh trong bức tranh bắt đầu từ từ rời đi về phía sau, lộ ra càng nhiều sông núi hơn. Khu vực lộ ra càng ngày càng nhiều, Hàn Lập chú ý tới khu vực khác nhau trong hình. Trong bức họa có nhiều màu nền khác biệt, khi là màu lam, khi là màu xanh lá, khi là màu vàng kim. Có chỗ lại như bị mực đổ xuống là một mảng màu đen xì. Tuy nhiên, trong đó một vài khu vực kể cả lúc ánh mắt dừng lại cũng không hiện thực cảnh. Vì sao màu nền những khu vực này có khác biệt vậy? Chẳng lẽ có công dụng khác nhau sao? Hàn Lập có chút nghi ngờ hỏi. Không sai, trong bức họa, khu vực có màu vàng là chỗ của một vài ngọn núi có điện các trọng yếu của tông môn. Chủ yếu phân bố ở trung tâm dãy núi Trung Minh như Điện Chiêu Diêu, Điện Truyền Công cùng với Điện Hộ Tạo. Đều ở khu vực này, khu vực vòng ngoài màu bạc là chỗ lãnh địa động phủ của các đệ tử chân truyền. Dư Hiền Thắng giải thích, dứt lời, bàn tay gã vung lên, hình ảnh trong bức họa lao sang phía bên phải 10 mấy trượng, dừng ở một khu vực màu lam. Trước đó, đạo hữu thấy khu vực màu xanh lá ở phía tây dãy núi, nơi đó là lãnh địa động phủ của trưởng lão và đệ tử ngoại môn. Khu vực vùng núi phía đông màu lam này là lãnh địa động phủ của các trưởng lão và đệ tử nội môn. Còn như mấy khu vực màu xám thì là xâm lâm dung tuyết, sơn cốc mạc danh. Vốn là nơi thí luyện của tông môn, nếu không có tình huống đặc biệt thì bình thường những nơi này nằm ở trạng thái phong bế. Dư Hiền Thắng tiếp tục nói, thế còn những khu vực màu đen, không lẽ là cấm địa của tông môn? Hàn Lập nghi ngờ nói. Dư Hiền Thắng nhìn hắn một cái, rồi gật đầu, nói, không sai. Những chỗ này ngoại trừ đạo chủ và phó đạo chủ, ngoài ra chỉ có một vài trưởng lão hạch tâm và đệ tử chân truyền mới có tư cách tiến vào. Thông thường ở xung quanh đều có cấm chế cường đại, không đợi tới gần cũng sẽ bị phát hiện, nên không có chuyện đi nhầm vào. Thì ra là thế, tại hạ mới đến, đối với tất cả mọi thứ trong môn còn chưa quen thuộc, nhìn đồi núi mênh mông, thực sự hoa cả mắt, có thể nhờ Dư trưởng lão đề cử hộ vài chỗ được không? Hàn Lập cười, nói, đương nhiên có thể. Dư Hiền Thắng gật đầu nói. Sau khi nói xong, bàn tay của gã vung lên lần thứ hai. Trên mặt quyển trục ngọc bích đột nhiên tăng nhanh tốc độ di chuyển, trong nháy mắt lao về phía sau hơn 10 trượng, từ đó hiện ra mấy ngọn núi cao vút tới tầng mây. Ngọn núi Dương Phong này là khu vực mà diện tích chỉ có 200.000 dặm nhưng ở đó có linh tuyền phẩm chất cực tốt, sử dụng ngọn núi này tất nhiên có thể hội tụ thiên địa linh khí, cũng là một chỗ động tiên hiếm có. Cách xa ngọn Dương Phong này ước chừng 500.000 dặm cũng có một ngọn núi chiếm diện tích lớn hơn một chút nhưng lại chưa có linh tuyền. Dư Hiền Thắng chỉ vào hai ngọn núi, thẳng thắn nói. Có hay không có linh tuyền cũng không sao, có ngọn núi nào tĩnh mịch một chút không? Hàn Lập hỏi. Dư Hiền Thắng nghe vậy, sau khi suy nghĩ một chút, lần thứ hai vung tay lên. Mặt tranh lập tức lướt về đằng sau gần trăm trượng mới dừng lại. Đây là ngọn núi Lạc Hà ở vị trí tương đối xa xôi, thiên núi cũng thấp, theo ta nhớ thì dường như chưa từng có trưởng lão nào ở qua. Xung quanh lại có không ít đồng bằng và thung lũng, tĩnh mịch hơn rất nhiều so với các ngọn núi khác. Nếu như lệ trưởng lão lựa chọn ngọn núi này, thì cần tự thực hiện mở động phủ mới rồi. Dư Hiền Thắng chỉ vào bức họa, nói. Ánh mắt Hàn Lập nhìn theo ngón tay của gã, rồi dừng ở ngọn núi đơn độc trên bức họa kia một lát, vẫn không có mở miệng, có vẻ như vẫn chưa vừa ý. Không sao cả, chúng ta tiếp tục tìm. Dư Hiền Thắng thấy vậy, liếc nhìn Kỳ Lương đứng một bên đang trầm mặc không nói gì, rồi nói. Sau đó, gã liền tiếp tục huy động bức họa quyển, đề cử cho Hàn Lập một vài ngọn núi khác. Sau một hồi lâu, lúc Dư trưởng lão dần dần lộ vẻ không kiên nhẫn, ánh mắt Hàn Lập đột nhiên rời đến một góc của bức họa, chỉ thẳng vào một ngọn núi độc lập, hỏi, Dư trưởng lão, ta có thể lựa chọn nơi này hay không? Đạo hữu chọn ngọn núi Xích Hà này. Ánh mắt Kỳ Lương vừa nhìn tới, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, mở miệng hỏi. Sao thế, lựa chọn ngọn sơn phong này có chỗ nào không ổn? Hàn Lập chú ý tới phản ứng của Kỳ Lương, hỏi. Không có gì không thích hợp, ngọn núi này năm đó là động phủ của trưởng lão Hỏa Luyện. Sau khi đạo hữu đó ngã xuống, vẫn bỏ không, nếu đạo hữu muốn chọn chỗ này ngược lại rất thích hợp. Ở đó có đủ dược viên, chuồng thú, hang động, phủ đệ, chỉ cần quét dọn một chút. Lát nữa đi Bồ Linh Cốc, ngươi chọn một vài người đi theo hầu, giao cho bọn họ là được. Không chờ Kỳ Lương mở miệng, Dư Hiền Thắng nhân câu chuyện, giải thích. Hàn Lập nghe vậy, trong lòng khẽ động, lại cũng không nói gì nữa, chỉ là nói một tiếng cảm tạ, đã chọn ngọn núi này. Chỉ thấy Dư Hiền Thắng xoay cổ tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một con dấu sơn thủy vô cùng tinh xảo, nhẹ nhàng nhấc lên, rồi ấn xuống vị trí đỉnh ngọn núi Xích Hà. Khi con dấu này ấn xuống, tất cả khu vực lân cận núi Xích Hà đều tỏa ra một làn sóng kỳ dị, ánh mắt Hàn Lập ở ngay phía trước mà cũng không có cách nào quan sát rõ được. Được rồi, tất cả khu vực lân cận ngọn núi Xích Hà này gần 600.000 dặm hiện tại trên danh nghĩa đều thuộc về lệ trưởng lão. Đây là lệnh bài trưởng lão chấp sự và vòng tay chữ vật, đạo hữu nhận lấy. Bên trong có một chút tài liệu liên quan đến tông môn cùng đồ vật cung phụng. Dư trưởng lão thu hồi con dấu, sau đó lại lật lấy ra một cái lệnh bài màu đỏ cùng vòng tay chữ vật, vừa cười vừa nói. Sau khi Hàn Lập nhận lấy, liền thu vòng tay chữ vật vào, chỉ cầm lệnh bài trưởng lão trong tay, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Tấm lệnh bài này cùng lắm chỉ lớn chừng bàn tay, sờ lên có cảm giác dịu mát như ngọc thạch, một mặt có điêu khắc đồ án quái long, mặt khác lại triển hai chữ trưởng lão. Lệ trưởng lão, cái lệnh bài trưởng lão này là vật quan trọng để ra vào Trúc Long đạo chúng ta. Sau này còn sử dụng nó ở nhiều nơi khác, để đề phòng người khác lấy trộm, đạo hữu cần lấy tinh huyết để xác nhận. Mặt khác, bên trong lệnh bài còn tích trữ 100 điểm công trạng mà tông môn cấp miễn phí cho trưởng lão mới vào. Mong đạo hữu hãy bảo quản cẩn thận, Kỳ Lương dặn dò. Hàn Lập nghe vậy, gật đầu, hai ngón tay cùng đặt ở một điểm trên lệnh bài. Trên bụng ngón tay bỗng rực rỡ hào quang, lập tức từ đó một giọt tinh huyết vàng nhạt chảy ra, nhanh chóng rơi vào trong lệnh bài. Chỉ thấy trên lệnh bài lóe lên tia sáng, hiện ra một sợi tơ vàng ngưng tụ thành hoa văn kỳ dị, từ đó truyền ra khí tức đặc thù của Hàn Lập. Hắn đưa thần thức dò vào trong đó, quả nhiên phát hiện, bên trong đã tích trữ 100 điểm công trạng rồi. Lệ trưởng lão, bây giờ ta dẫn người đi Bổ Linh Cốc chọn người hầu trước, hay là đi thú viên chọn một con thú thủ sơn trước? Kỳ trưởng lão mở miệng hỏi. Thú thủ sơn, Hàn Lập hơi nghi hoặc một chút nói. Đó là vì một ít tông môn nuôi dưỡng linh thú phục tùng, với tu vi và thân phận trưởng lão nội môn của lệ trưởng lão mà nói thì chắc là có thể được cấp một con linh thú hợp thể kỳ, trông coi sơn môn động phủ. Kỳ Lương giải thích. Ồ, không cần tốn điểm công trạng để đổi sao? Hàn Lập có chút ngoài ý muốn nói. Vật này và người hầu giống nhau, đều là do tông môn ban tặng. Kỳ thực là phần lớn đệ tử ngoại môn bái nhập tông môn đều muốn ở bên cạnh chân tiên chúng ta hầu hạ mà thôi. Nhìn đạo hữu rất có hứng thú với thú thủ sơn, hay là ta dẫn người đi thú viên trước? Kỳ Lương cười giải thích, trước đây ta chưa từng nghe qua việc này nên chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Lúc mới vừa rồi khi chọn đỉnh núi Động Phủ, ta thấy điện truyền công ở núi Ngự Long dường như cách nơi này không xa. Ta muốn đi nơi đó nhìn trước một chút. Hàn Lập nhìn về phía Kỳ Lương, mở miệng nói.